OK, chào tất cả anh em nhá. Chào cả các cô, các bác, các chú ạ. OK, chào. Không biết đang có vấn đề đúng không? Được không? Không lên à? À vẫn đang đơ. OK, anh em chờ tí nhá. Anh em tắt máy được chưa? Bây giờ tắt rút đi. Chào anh em nhá, hiện tại là 10 giờ sáng rồi ạ. Hơn 10 giờ sáng. Tại mình đang đứng bên cạnh là Huệ. Cháu Huệ nhá, con gái mình. Hôm nay là đây cháu chưa vào học. Đây ra lên live bố. Thế hệ kế cận này buôn bán kinh doanh này, truyền nghề cho thế hệ kế cận nhá. Cháu Huệ đang vào đại học nhá. Hiện tại là mình đang live trên này. OK, chờ một chút để anh em nó đang xử lý thì mình xử lý một tí, nó một bếp nó chưa dùng được. Đây là đứng bên cạnh đây là những chiếc xe thì quay 110 này. Quay 110 mình Dream bán ra này. Có tầm hơn 13 triệu thôi, 13 triệu 500 này. Chiếc xe bán là 16 triệu con DM này. Chiếc Liberty này mua có rất là rẻ nhá, mua có 7 triệu rưỡi Liberty IE, xe đẹp nhá. Chiếc xe bên này là một em Zonno. Đây những chiếc Vespa Palima. Vespa LX Palima. Chiếc Way Alpha. Way Alpha màu đỏ với cả hai em Way Alpha của ạ. Hai Alpha ở đây những chiếc xe gọi là Suzuki Plus nha anh em nhá. Đấy. Anh em ơi à. Trên này anh em có cả ở trong con này. Con vào con giới thiệu trong đi. Trong này có những em Coupe 50 cho các bạn học sinh viên này ạ. Có cả các em Sirius cho các bác đi ăn công việc đi làm. Có hai em Everest ở đây, biển 29 Hà Nội, biển 90 Hà Nam. Chút nữa cháu sẽ quay cận cảnh cho các bác xem chi tiết ạ. Anh em nhớ anh em chia sẻ bài cho mình cái nhá. Thì con có thể đây anh giới thiệu cho các bác một con xe mình bán Uy Thái 100 nhá. Đã dọn dẹp lên rồi, bán 13 triệu 500, con cho nổ máy các thứ đi. Vâng, đây là em Uy Thái 100 màu xanh ngọc ạ. Đấy. Đây, màu xanh ngọc ạ, đây. Đây, chờ một chút, mình đang xử lý cái này đi. Em cất này đưa cho chị cho anh. Em này là em Uy Thái 100 nha các bác. Màu xanh ngọc phù hợp cho các bác đi ăn công ty đi làm này. Biển 29H17219 ạ. Biển 29 Hà Nội các bác, biển 4 số. Đây. Rồi cháu cho các bác xem luôn cốp của em nó luôn. Đây con cái nổ máy hết loạt đi. Mặt đồng hồ khá đẹp. Đây vỏ yên thì tương đối cháu thấy là nó vẫn nó có hơi bị dỉ một chút nhưng mà không sao. Nhá, em ơi, chia sẻ bài cái nhá. Hiện tại là một máy nó đang có vấn đề. Một máy của mình không biết sao nó đang có vấn đề, một bếp rất là lớn. Và mình lại không thể phát trực tiếp được. Không biết tại sao mà lại không vậy ạ. Không phát trực tiếp đây. Em vào bảo chị Quỳnh xử lý cho bảo chú Long xử lý cho anh cái này. Bảo Long xử lý cho anh cái này nha, để anh phát trực tiếp nhé, của màu máy gì nè. Thế là chú Chuyển của đấy. Anh nha. Bếp xanh có rất là nhiều người đang xem. Rất đông anh em đang xem đúng không? Bên một bếp xanh này. Con bố vào một cái bếp xe máy cũ Hoàng Kiên nhé. Một cái bếp xe máy cũ Hoàng Kiên đây. Bố vào cái bếp bố vào bếp 52 hay gì? Bên đây xe máy cũng khoảng kia, cái máy hiện tại là một giờ chót thì nó hơi bị đơ máy một chút đấy, để mình để nó đang không thể tải được, không biết làm sao. Bố tìm xe máy cũ xem. Không có thể nó đang hơi bị trục trặc vấn đề về mạng hoặc về máy gì đấy ạ. Đây là hết tiền chính thức, là hết tiền. Anh bỏ mở máy em ấy, máy này bỏ cho Quỳnh mở máy em, máy này nó đang chính thức, nó đang bị hết tiền đấy. Máy này cháu đấy. OK, máy của Anna cũng đang có vấn đề đấy. Hiện tại là xe máy cũ Hoàng Kiên đang có đây, còn bảo cho bố xe máy cũ Hoàng Kiên cái gì đây,
Đấy. Xe này cũng mấy cái đều là thế mà. Có thể quay cái cục máy hộ cái nào, anh em quay cục máy cái. Để bố mở xe máy kia 52 cho bà, cái đây, này bố bấm vào like đi. Không, bố phải báo xe máy kia 52 cho bà đây. Xe máy cũ làm gì. Đây, ok. Anh em nghe tiếng nổ rất là êm ái anh em nhá. Hiện tại là một bếp lớn của mình đang 300 một 100 quay là quay thái 100 nha anh em nhá, không phải quay thái cho 10 đâu. Xe dọn đẹp lên rồi. 13.500. Ôi trời. Phù hợp cho các bác. 13 triệu. Bán 13 triệu. Đây nhờ anh em chia sẻ bài mình cái. Phù hợp cho các bác đi ăn đi công ty đi làm ạ. Đây là một chiếc thiệp tắt con này đi, được vừa ạ. Mua rất là rẻ nhá, giá mà quá lợn chết cũng 7 triệu rưỡi, chất lượng cao nhá. Cháu thấy các mẹ yêu thích dòng này lắm đấy. Đây là em 379 anh em vẫn đang xem. 7 triệu rưỡi một chiếc Liberty bản 2011 một vòng đi biển Hà Nội nhá. Nguyên đăng ký là mất 7 triệu rưỡi nhá. Nguyên tiền đăng ký nữa còn xe cho không, tính cho không biếu không. Đấy. Đây một em Liberty màu xanh 125 IE nha các bác. Đấy. Biển Hà Nội. Đây các bác các đây mình đang trả lời Nguyễn Linh ơi, mình đi làm. Liberty bán 13 triệu nhá. Quay dây cho Bảo Long xử lý nhanh cho cái máy này để cho lên sóng đi. Kể cả máy của Nang thế. Xử lý hết đi. Mình khâu chuẩn bị mình rất là kỹ rồi. Cảm ơn Bùi Hữu Hà nhá. Chia sẻ cho giám đốc Hoàng Kiên, ok. Cảm ơn Bùi Hữu Hà anh em chia sẻ ba cái. Chia sẻ không sợ đâu đâu, không sợ công an bắt đâu, to gì. Anh em cứ sợ công an nó bắt, chia sẻ bị công an bắt thì không sợ đâu. Công an bắt tôi chịu rồi, anh em cứ bổ sẻ thoải mái. Quanh cho nó hết cỡ đi. Đấy. Cốp tương đối là rộng như các bác, rất là phù hợp cho các mẹ để đồ. Anh Pê Lợi hết là hết tút thít. Nói chung là máy ngon đây đầu bò. Này. Cho cái quay cục máy. 7 triệu rưỡi một con xe Liberty cộng cho anh em 2 triệu. Nói chung là giờ này quân quyền thì mình vẫn đông nhau, nó vẫn phải ăn uống nó vẫn thế. Toàn bộ mọi chi phí như thế nha anh em thông cảm. Quân quyền rất đông. Được cái là nói thôi chứ để mà một cái thương hiệu Hoàng Kiên để lên này cả hệ thống chạy không đơn giản. Anh em mua một cái xe là rất lâu, nhưng mình mua trong vòng mấy phút là xong, 1-2 phút là xong. Máy chất nhá, máy vẫn bảo hành, máy 1 năm bảo hành nhất quy 6 tháng, bao tép đổi xe trong vòng 7 ngày. nói chung là vẫn cứ vô tư anh em nhá. Như nhớ anh em cọc thì chắc chắn là cọc nhá, nhiều lúc cọc lâu lâu cái là anh em mình trừ cọc ấy, con lại khổ ra. Anh Thiệp ơi, giới thiệu em con xe này cái. Anh Huệ ơi, đây ạ. Đây cháu đứng gần bác Thiệp cũng được. Quay thái ổn nhá, quay thái. Hoàng Tuấn chia sẻ rồi giờ ra chấp nhận qua gì okay, cả xếp kia. Ok. Mình xin phép giới thiệu chiếc The Zin Việt Nam. Đấy. Rồi. Mình vừa mua sáng nay. Rồi. Là hàng máy Zin. Đấy. Rồi. Siêu chất luôn. Mở cái bếp. Giá này. Siêu yêu thương. Đời 2002 các anh em nhá, chủ vào cái càng máy sau. Ôi, các chị chán lắm. Nói là đi để cho thanh niên. Phát mấy bà này, các chị để một chiếc đang làm ăn. Dùng lưỡng. Ra máy này vẫn còn này, đường lóc là ok này. Rồi. Càng thái sau là càng sau là chủ lên anh em nhá. Đời 202. Được quả biển này chủ vào là cũng tâm đắc đấy. Rồi. 2977 49053. Giá bán bao nhiêu đây? Bán ra cho anh em mình 16.800. 49053 nha anh em nhá. Không vấn đề đâu. Làm ăn nhưng mà còn rồi. Hậu hòa sau này bán thì sang tên định danh thì bao nhiêu tất cả dỗ Tết của chủ cũ. Tất cả cho dỗ Tết trả về cho chủ cũ hết. Anh em nhá. Đây từ từ. Cái mic nhá. Cùng xem cái đầu vò nhá. Hàng nó vẫn là mộc mạc nguyên zin, sáng nay vừa mua đây anh em ơi. Đấy. Rồi. Đấy. Bên em hay mua hay kể anh em xe là những cái biển mà nó tầm nó hơi tôi kém kém một tí là xe chất chủ đi ít mà. Riêng biển mà bình thường là chủ rồi. Máy đi thì xe lại chất. Đấy. Anh chủ này thì đi cũng bảo là 3 4 năm. Vợ xấu đây này nó khỏe hơn nhá. Vợ đây đẹp nên nhiều lúc lát hết người rồi. Đấy, chút anh em cùng xem đầu vò nhá. Biển này đấy anh em không vấn đề là không dám ra đi ra đường nên rất tốt. 29073. Sơn Zin đây nha. Gần như là bán ba tiền rồi. 168 rồi. 1968 rồi. Điện thoại để đâu nữa? Có điện thoại này. Hai điện thoại đều vào. Mẹ của anh 50 điện thoại là iPhone 14 vẫn thua, bây giờ vẫn ăn con iPhone mẹ mười mấy này. 11. iPhone một thiệp nhá. Hàng nó nhỏ xinh xinh. Anh em nhìn này đấy, cảnh nứt vỡ này, nó khổ lắm, nhìn thế thôi, bán hàng trông đẹp trai này nhưng khổ. Phục vụ hết cho con được rồi. Mình 11 ngày trước còn chủ 16 bán 16 triệu 168 168 máy Zin xếp ạ. Thôi lấy mẹ 16 rưỡi thì 8 thì nào
Thằng nào giờ giá rẻ nhá, sơn zin mấy zin? Đây, 16 triệu. Biển đẹp nhá, dành cho anh em nào sống ngông cuồng mà thật sự ra nổi bật cho đám đông nhá. Nhớ này, 49-053 nhá. Tất cả anh em định danh thì tất cả dỗ Tết này giả cho chủ cũ. Đấy, lo cho anh em lo hết. Anh tuyển nào Uây Thái ổn không bác? Uây Thái rất ổn nhá. Này lấy điện thoại của Anna gái về về đây để like gái qua đây nữa. Đây, điện thoại Anna khẩn trương đi. Đây tiếp theo em. Anh nhớ con nào? Vespa. Con đấy nhớ Green, con này bao tiền thì nhớ giải quyết. Ok. Hoàng Tuấn ok. Anh em một chiếc Vespa Prima 2014. Dọn dẹp ngon lành, chất siêu chất luôn. Đấy, giá chốt like cho anh em cũng là like buổi hôm nọ 22.700.000. 27. Thôi lấy 2.5 cho nó tròn trị nhá. Hai hai giờ năm thôi rồi. Đọc lại trước là đã thế rồi rút. Lai trước có ai mua rồi thôi, giờ lần hai là bắt đầu phải lai và hạ giá. Top con nhá, hàng em nó nhập ở top con về đây. Đời nào đây? 24. Hết sải chẳng. Chính chức là đang cố nổ thôi. Biển 29E1 ạ. Không còn tí xăng nó nổ nhá. 065 ạ. Xe không có xăng vẫn nổ nhá. Hết xong rồi, giọt xăng là vẫn nổ. Dáng này nó rất là điệu đó các bác. Màu trắng này sau rồi mới đặt cổ của nó đi ạ. Các bác nhìn bản đồ rất xinh ạ. Con này cái mic của nó, mic của nó phải 3 cái. Ờ ok rồi, 3 cái. Con được đấy chứ, mấy em được hết rồi. Vào hết rồi, cái điện thoại na đâu, xong chưa? Cái bóng của nó. Điện thoại em đấy bị trùng chặt cái gì ấy? Em này, cháu thấy em này là xinh. Phù hợp với các mẹ các bác đi làm. Thực ra là các bạn trẻ thì cháu thấy là đi dáng này cũng rất là phù hợp. Con sẽ vào mà biết đỏ nhá, bên xem anh kia biết đỏ này. Và xem anh kia hoàng kia này, để con đọc. Bố bên vâng này. Ạ. Ừ. À, có chú Dương Bách có hỏi là có con Way 110 giá khoảng 9 triệu, 10 triệu không ạ? Way 110, Way S 110 thôi, không Way A 110 không mua đâu. Mà tốt nhất là 9, 10 triệu đừng có mua, mua vào đấy, ăn quả lừa đấy, không có lồi nhau. À, không tai nạn ngập nước thì cũng là ối dồi ôi đấy, ăn quả Trung Quốc ấy. 9, 10 triệu đấy em mua S đấy nhé, Way A không mua đâu nhá, Way S rất nhiều. Anh em đừng có mơ tưởng, nói chung là trên đời này nó chỉ có không có giá nào, giá nó có giá nó hết rồi. Mình mua hàng nghìn cái xe mới có 1-2 con xe rẻ nhá. Anh em chia sẻ thật, 1.000 cái xe mới có 1-2 xe rẻ nhá, không có ai gà đâu. Người mua bao giờ thua người bán nhá. Xác định nhà thế thôi, đất đai nhà cửa thế thôi, ô tô xe máy thế thôi, nó cũng thế thôi. Còn nó có giá của nó hết. Xác định nhà không có giá rẻ đâu anh em ạ, đừng có ham rẻ lại vỡ mồm ấy. 2-3 triệu 500 à? 22 triệu 500. Rồi. Đây là một chiếc xe gọi là lít mua là mình mua giá lợn chết nhá, giá rẻ giật mình nhá. 22 con này 22.700.000 giá nhập vào. Một chiếc 2018 giá của nó, giá của thị trường hiện tại đang bản Tika đang hay anh em rút phích cắm. 22.700.000 giá nhập vào của mình. Cộng em 2 triệu một chiếc xe lít 2018 bản mới. Hiện nay, mới nhất hiện nay. Quá rẻ cho xe chính chủ với người bán nhá. Giá rẻ em nó đến từ Yên Bái này. Biển 21B180241 nha các Quang bác. Quang Vũ xe Tết rất tốt rồi. Thu Anh ăn cả 49-53 đúng rồi. Còn khuất tiếng Liberty giá lợn chết. 4 sốn thì tốt. Khôn phải à định đây, danh. Cháu cho các bác tử của nó nha. Và đồng hồ em thế này. À, Huy Hoàng 449 không đến được vào 53 đâu. Đây. Có con gì anh Thái không anh? Có nhiều nha anh Trần Ngọc Mông ơi. Không đến được 53. Anh Tuấn Hoa, họ Tuấn. Hiện tại một bếp đang hơn 400 anh em đang xem một chiếc xe này, xe chính chủ với giá bán nhé anh em lưu ý. Những con xe này mua hết sức cẩn thận nhé. SH1 này, Vision này, Lead này, Ablet này. Anh em hãy đề phòng củi lửa nhá, xe trộm cắp rất nhiều. Anh em cẩn thận nhá, mua đừng có ham rẻ ám dụng về mất trắng đấy, ra công an mới được định danh nhá. Mất không đấy anh em ạ, không đơn giản đâu, mua xe cũ không đơn giản đâu. Ô tô bây giờ cũng có trộm cắp nhá, không đơn giản đâu. Giấy tờ giả rất nhiều. Đấy nên anh em mua bán xe hết sức cẩn thận. Đề phòng củi lửa nhá, con xe này là 22.700.000 cộng 2 triệu. Xe mình mua trực tiếp chính chủ luôn, có số điện thoại liên hệ với chủ. Mua bán công khai rõ ràng nhé, loại này mà không chính chủ mình không nói chuyện. Xe này mà
không không chính chủ là lơ mơ là mày ăn quả mày, mày trộm cắp đêm, đêm qua luôn ấy. Là đấy. Là tôi liệm rất nguy hiểm anh ạ. Mất trắng xe luôn. Mất trắng chả mất trắng, ra công an nó bắt mẹ luôn, nó bắt cả người luôn các bạn. Riêng xác định tội phạm bây giờ này, bây giờ bọn trộm cắp nó kinh lắm. Mấy ông tội phạm nó bảo vệ kinh lắm đây. Thợ thuyền mà không tỉnh đòn là ăn đòn này dính này, ông nào mua phải là vỡ mồm luôn đấy. Xe chính chủ viết giấy bán nhưng giá rất hợp lý với thời điểm hiện tại. Đấy. Tiếp theo em nó đến từ Hà Nam đất mẹ anh hùng này, đúng không? Một con biển 90. Đấy. Đúng rồi, em này biển 90 ạ. Quay con SH trên vỉa hè đi. Anh CV fan nhá. Anh chờ đi, con đấy con nhập khẩu nhá, con đấy con nhập khẩu. Đấy. Đây. Thế bác chờ một chút để cháu lên cho các bác này. Một em AB màu xà, màu đen sần. Màu đen em sần Hà Nam. Em ấy đến từ 90 Hà Nam, 90B5 0052 ạ. Tháng 5 2023 nhá anh em nhá. Chủ xe là Hà Trung Thành sinh năm 1992, An Phong, An Ninh, Bình Lục, Hà Nam. Đấy em ạ. Giá của nó cũng là hợp lý nhá, vừa mua xong. Con xe này mua là 37.300.000. Đấy, nói chung là vừa mua xong bản 2023 nhá, bản mới nhất hiện nay. Xác định nhà xe này dành cho anh em rửa nước lá, mấy anh em Hà Nam nào phù hợp. 37.300.000 nhá, cộng cho anh em. Ê, tặng luôn mấy kính người mẹ quả chuồn chuồn này. Ôi ôi. À, kính chuồn chuồn này được đấy nhá. Chủ đấy, xe khuyến mãi chưa ạ? Có quả chuồn chuồn, tặng cho quả chuồn chuồn này để cho nó. Vừa mua xong nhá, 37.200.000. Cộng với em 1.700.000, xe này cũng là thuộc về rượu nhạt bán người nhớ. Bởi vì bản 2023 vừa sản xuất ra xong. Đăng ký tháng 5 này, để cho anh em xem này. Biển 90B5-00552, năm 2 chính chủ VT vân tay nhá. Toàn bộ những xe này toàn bộ chính chủ mới nói chuyện nhá, nhà mình mua nó phải chính chủ. 39.250.000, 250.000 là tiền Grab, xe ôm ấy, 50.000 đấy. Đen vàng tháng 5 2023, mua ngày 15 tháng 7, năm 2023 anh em nhá. Đấy, thôi cộng anh em 1.500.000 thôi. 37.300.000 cộng 1.500.000 những anh em nào mà thật sự ở quê hương Hà Nam đất mẹ anh hùng, trong đó có kỷ niệm như một quả kính chuồn chuồn đấy. Gia đình Hoàng Kiên kính biếu một quả kính, trong đó kèo đây tặng tặng để đây chìa khóa tin của tôi, chính chủ viết giấy bán nhá anh em. Đại ca đại gia nào Hà Nam làm con này để đi cho nó phong thủy đấy. Cài đây không cài được, cài được đấy nhá, đi trời nắng để cho nó đỡ chói mắt đấy. Đi bao cây con? Đây. 442 km nhá. 442 đâu? Chip đây, chip. Tô cơ. Đây. Em phải đi được hơn 7.000 cây ạ. 7.442 cây. Đấy em ạ. Thôi cộng em 1.500.000 nhá. Cháu thấy các bạn học sinh, các bạn của cháu lên đại học. Anh em cứ bình tĩnh, từng xe một. Anh em cứ bình tĩnh, đây một chiếc xe lựa chọn để đi học đấy ạ. Rockno dành cho thế hệ ở Huệ vừa rồi là đổi con xe 50 rồi. Vừa mua cho Huệ con Lead, con Vision. Mua cũng mua lại nhá, mình toàn mua xe cũ thôi, con gái toàn mua xe cũ. Đấy, vừa rồi cho đi học bằng lái đấy. Đấy, anh em có nhu cầu bằng lái thì hết khoảng 950.000 đến 1 triệu nhá. Mẹ vừa rồi lấy ưu đãi 950.000 nhỉ. Đâu ạ, à, thực ra là tổng thì hết con hết về 1.500.000. Tổng hết bố tưởng nộp phí có... Xong rồi con vẫn phải nộp thêm mấy khoản tiền nữa. À, xong rồi có 900.000. Thế bố ở sao chứ, riêng ai chứ con anh Kiên là phải 950.000 là xong. Con nộp thêm khoản gì? Khoản đi tập xe chip này. À, tập xe chip phải mất tiền rồi. Xong rồi lúc mà đến tập có bằng, con thi xong bằng rồi thì con sẽ nộp lệ phí thì lý thuyết này, lệ phí thi thực hành. Xong nếu con đỗ thì lại lệ phí chuyển phát nhanh về nhà nữa. Chắc tôi tưởng bao hết rồi còn lệ phí. Con thấy các bạn ai cũng trả như thế. À. Thế mà bố tưởng là trong đó chọn gói 950.000 hóa ra lại thế là 1.500.000. Đó, chú Dương Bách muốn xem con Way S đó ạ. Thế chú chờ một chút nhá. Ok, xếp kiện có quả sẹo tay uy tín ấy, quá nhau ấy, chia sẻ anh em sẹo tay uy tín thì chưa chém nhau ấy. Không đơn giản đâu, một ngày xưa dân chơi đấy này, đồng hồ mặt rời này. Xăm chỗ ác hết đấy, không đơn giản đâu. Ngày xưa thời trai trẻ cũng hoành tráng đấy, cũng có võ đấy. Một quá khứ huy hoàng của bố ngày, con ngày đấy. Ngày xưa bố cũng quá nhau ác ấy. Ngày xưa thanh niên mà, nên bây giờ thôi rồi ngoan này. Bây giờ bố không thể làm thế được. Ngày xưa đầu trò của các vụ bê bối hóa nhau chuyên nào hóa nhau đoàn kết tập hợp anh em hóa nhau
Thế bây giờ thôi rồi, bây giờ chính thức là bây giờ là không bao giờ bánh nhau. Bây giờ tất cả là như một nhà sư. Đấy, mình cuộc sống như những nhà sư hết sức bình thường. Nó quay đi quả lại vẫn xe cộ các thứ thế nha anh em nhá, vẫn động cơ phát ra tiếng nổ thôi. Em này là cho những bạn nào mà khi gọi là nổi bật giữa đám đông ạ. Màu cam gọi là chói lóa. Em biển 29AB06798 cho các bác ạ. Em này các bạn học sinh, sinh viên này các phải là các bạn mà chưa có bằng các bạn đi dòng này cũng được ạ. Mà đồng hồ nó hơi mờ. Con này vừa mua đi hơn 9.000 cây. 06798 ạ. Con này mua bao tiền đấy để báo giá nào? Phải nắm được con này nhỉ? Cho các bác xem cốp của nó. Báo giá con này đấy. Khá là rộng ấy. Được chưa, cháu đi một em Elite thì cốp nó cũng rộng tương đương như thế này. Rộng để đồ thoải mái. Các bạn đi sự kiện ở trên trường này, có event phải chạy thì các bạn để đồ rất là ok. Anh Hoàng Thái Kiên. Cháu Huệ. Cháu Huệ cao thế, anh Quang Vũ của Division, vẫn Division bản bánh to nhá. Mình phải mua vào con ấy là 35.500.000. 36 triệu 500 mua lại bản nhá, bản. Mua cũ. Rồi bản 2023, mua con bản xi măng. Đúng hợp với mệnh cháu. Đấy. Thì cái bản xi măng màu trung tính. Đấy để chuẩn bị vào đại học, khi chuẩn bị vào sắp vào rồi. Còn mấy ngày nữa lên live với bố để biết có cái gì, biết được kinh doanh không có thì sau này đại học ra mà không thực tiễn thì cũng vẫn đi, vẫn là mãi mãi trên lý thuyết thôi. Đấy, vẫn phải mình toàn bộ cho các cháu đây trực tiếp ra ngồi pha nước bán hàng tiếp khách. Đấy, mua Đức BM và mua vào 9.500.000 rồi. Đấy, mua vào 9.500.000 nhá. Đời của nó là bản, xem là bản bao nhiêu năm sản xuất. Đấy nha, mình toàn bộ mua xe cũ nhá, ô tô, xe máy, một con Camry mua từ năm cuối năm 2019 sang 2020 ấy. Bản xe 2019 đăng ký 2020 nhá. Mình hiện tại là những 5-6 chiếc xe là mình chưa sang tên. Có cái gì đâu, quan trọng ô tô mình chả sang tên thì mẹ quan trọng đỡ lỗ. Mục đích cuối cùng là đỡ lỗ. Chơi xe đã chơi đồ là phải đỡ lỗ, cái đấy mới là cái quan trọng, mục đích cuối cùng. Và quan trọng là để mà mua này mà lỗ thì nó quá đơn giản. Đấy. Quan trọng là đỡ khấu hao. Đăng ký 2020 đời 2019 lỗ vẫn còn zin theo xe. Km chạy 9.000 cây. Mua 9.500.000 rồi, cho anh em con này 1.500.000 bản Rockno. Vâng. Bọc cà rốt. Đấy, 50cc. Biển Hà Nội. Đáng yêu đấy chứ ạ. Xe chưa bao dọn nên anh em nếu dọn thì dòng này cũng là tương đối ok đấy. Nhớ anh em cộng ít, anh em đừng bớt lọc nha, nhiều lúc marketing bớt kêu bớt lọc kinh quá anh em về. Cắt đầu cắt đuôi cắt xuôi cắt ngược chả còn được bao nhiêu. Đây. Đây tiếp theo đây, một chiếc Sirius này. Sirius biển 99 Bắc Ninh ạ. 99C136373 cho các bác. Em này màu đen đỏ bò trắng. Bay giờ giữ sức u rượu với con rể. Con đó này. Em này rất là phù hợp cho các bác nào có đi ăn đi làm này. Hoặc là các bác leo các bác chở hàng. Con nổ máy đi. Các bác đi Grab cũng được ạ. Đây. Ở đây rồi. Đây bác nghe tiếng máy của nó không ạ? Em nó đến từ Bắc Ninh. 99 Bắc Ninh các bác. Xe 2013 đăng ký 2018. Con xe này mua giá rất là rẻ nhá. Giá gần như là cho không. Mua con này có 6 triệu này. Ủa 6 triệu à? Bác nào trên live 5.6 triệu. Thích xong rồi chốt luôn em này giúp cháu. Mua con 5.6 triệu anh em nhá. 5.6 triệu chính xác. Quá rẻ luôn. 8.560.000 trừ đi 3 triệu. Tháng 8 2018 là 2013. Mua ngày 27 tháng 8 nhá. Rồi thời điểm rút phích cắm ấy. 5.6 triệu con này nhá. Chủ xe Vương Thị Liên, chợ Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh. Rẻ thế nhỉ. Mẹ mua 5.6 triệu mẹ xe để cho bố người ta. Máy zin con này mẹ lốc đẹp này. Lốc đôi lốc đẹp này. Sơn zin máy zin nhá. Máy zin bánh đúc bắp nhá, đúc bắp đúc to này. 5.6 triệu nhá, cậu em 2 triệu. Buôn thất nghiệp, lái quan viên. Bắc câu câu chuyện chính chắn.
buôn SH bỏ ra 7-6 triệu chắc thì lại lai 2-3 triệu, nhưng mà bỏ ra 5 triệu 6 vẫn phải làm thế, nên nó sướng ở chỗ đấy. Đấy, nhiều ấy, lúc anh em nhìn thấy buôn lợn với buôn gà với buôn trâu buôn bò là buôn sắt vụn ấy, cứ tưởng là nghèo nhá, không nghèo đâu, đại toán đại gia đấy, không đơn giản đâu nhá. Anh em buôn rau không đơn giản, nó kiểu buôn rau buôn hoa quả giàu lắm, kinh khủng luôn. Nếu mà anh em buôn rồi, anh em đã vào nghề thì anh em biết đây. Chú bác bụng bia có hỏi nhà mình còn con click nào không ạ? Bác bụng bia có nhá, đẹp không? Đây lốc máy này, nó là sơn zin, máy zin, tem zin này, 5,6 triệu cộng anh em 2 triệu thọ thuyền có thể mút được nhá, làm được 5-700 một triệu. Anh em vùng quê trèo đèo lội suối Tây Bắc đây, máy nó thì thầm mùa xuân gọi máy kêu luôn, máy nát bỏ qua này, mấy em này đi luôn đủ đèo các thứ được ạ, không vấn đề gì. Vài triệu anh em ship về tận nơi, đặc biệt là mấy anh em miền Trung là rất là thích cái dòng này đấy. Chào mừng đi, vừa trả lời Hoàng Minh Chính AB160, xem là chân trò đi Hoàng Minh Chính nhá, kiểm tra em kiểm tra luôn AB160 vẫn còn nha anh Hoàng Minh Chính ơi, ai chỉ là 6995 anh em, Hoàng Minh Chính ơi, vẫn còn nhá. Đây, con đấy là mua là 41,500 cộng cho anh 2 triệu nhá. Anh Hoàng Minh Chính ơi, chia sẻ bài cho em phát. Chào anh. Tiếp theo là em AB màu đỏ trắng đen để cho các bác ạ. Em này đến từ 29 Hà Nội nha các bác. Ừ. Con đọc biển số đi. Vâng ạ, biển 29S1 23436 ạ. 23456 thì tốt quá nhỉ. 23456. Lại tiếc quá, có giá mỗi lợn chết, giá lợn chết nhá, 16,500 triệu. Hoặc là một ngày duy nhất có 16,500 triệu nhá, 16,500 triệu một con xe gọi là Iblis bản đèn bi, 16,500 triệu chưa bao giờ là rẻ như bây giờ. Xe nó rẻ thế không mẹ, nghĩ nó khổ buôn bán không mẹ, làm ăn nó một tí dùng lắc, có 16,500 triệu bây bán ra nhá, 16,500 triệu anh em thọ thuyền có thể cọc con này về bán được 19-20 triệu nhá, đơn giản. Giá này là máy 125 bản đèn bi. Em nó sản xuất 2013, bản đỏ trắng. Dành cho anh em kim mộc thủy thổ nhá, thủy thôi. Kim mộc hỏa thổ đều chơi hết, mộc, thủy thôi thổ. Nhá. Thủy thôi đừng mua. Về mua anh em đi nó may mắn thì không kêu. Tất nhiên là anh em đi bên không phải bên Phật giáo thì đi màu gì cũng được, nhưng anh em bên Phật giáo một chút mê tín. Nếu mạnh thủy thôi, còn tất cả các mạnh đều hợp hết anh em nhá. Đủ 16,500 triệu một con duy nhất. Một con gì nhất? Một con duy nhất. Không có lên con ra này, giá con này 17 triệu mình vẫn mua vào bình thường. Lại về bán 20 triệu nhưng mà thôi, cũng phải có tí giá yêu. Ok. Thôi giải quyết anh Long nha, anh Long nha. Bao nhiêu thôi cũng có tí đâu. Nhanh ra gần bác đi. Đấy, thôi đừng có quay xong anh. Chào đứng quay làm cái gì? Anh em mình mẹ. 26 thay hết. Bao nhiêu? Không mất, bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Phép Wi-Fi 105 thôi, biết giải quyết là anh em ép mi liền, giả anh nhưng anh 8 triệu đồng ép mi liền đấy. Được rồi. Thôi Wi-Fi giả anh .5 nữa, giả anh thêm 5 mồi nữa Wi-Fi đây 8,5 triệu. Trời. Bao nhiêu? Từ từ. Mua bán mình đi. Có gì? Mới cầm đăng ký lên hôm nay. Có gì? Hả? Có gì? Nó... Có mũi đăng ký không nữa? Em có mua lại thôi. Hôm ấy nó bảo là anh Kiên giải em rồi, em không bán. Rồi. Từ từ. Bảo mang 5 năm sản xuất. 20 đăng ký 26 càng nó mà 26 hay 26. 26 mà. Thì nó bảo hôm ấy. Thôi tôi giải ngươi để 1987. Bao nhiêu? 1987. 8,7 triệu. Cứ tham khảo đi, vấn đề đâu, người ta mua bán vội đâu. Không có mua bán vội, cứ bình tĩnh anh em nhá. Hết sức bình tĩnh. Giờ này thì rẻ mua chơi đất thì nghỉ ngơi đồng tiền, không có vấn đề phải lo. Đấy. Đây một con New 50cc nhá, dành cho học sinh sinh viên. Đây. Một em cúp 50 màu đèn bóng cho K3. Biển 29A. Ừ.
0969 8067. Quý vị và các bạn có con SH1 2021 nhá, vừa mua 56 triệu nhá, bản ABS nhá, màu xám sần. Anh em có nhu cầu thì lấy liên hệ. Ông nào hết dùng lưỡng ấy, trời ơi, bật wifi thôi. Ông Quỳnh ơi, ông ấy mua dung lượng, ông mua kiểu này thì chết rồi. Đây, thôi. Nhà giàu tiếc gì mấy cái dung lượng. Anh Nguyễn Long, Huy Nguyễn, hai bố con Lai, anh Kiên ơi, Hoàng Dung đâu, không vậy, Huy Nguyễn. Hoàng Dung là đang đi ăn chơi nhảy múa nha, đi lễ. Hôm nay cô Dung đi nghỉ dưỡng rồi ạ, đấy, phục vụ các bác. Đi lễ, quá là ngày rằm. Ông Hoàng Bảy Bảo Hà, đấy, chính thức thế, đấy. Phục vụ các bác qua cả ngày rằm rồi, cho cô Dung bảo con là thôi cho cô Dung nghỉ mấy ngày, phải đỡ giúp cô. Con đọc biển số cho bố. 29AA98067 ạ. Anh Trương Công Tuấn. Mày nó vẫn kêu đấy các bác. Cảm ơn Trương Công Tuấn nhá. Chào bố tí, cũng kiểm tra. Quay một lần đi. 29AA đâu? 29AA98067 ạ. Chưa có giá, sao có giải giá chậm muộn thế nhỉ? Em này mới. Giá cập nhật liên tục ấy mới có giá nhá, bởi vì giá mua vào toàn giá mới mua nhá. Những giá gọi là nóng, bánh mì nóng sốt hiện nay. Không có giá mời đi vào đi. Xe mới mua sáng nay. Ê, mẹ ơi, phải ra ngoài gọi người, gọi chú Đức. 98067 ạ. Vâng, mic vào trong cái loạn xe ngầu nhá. Vâng ạ, vâng. 1.4 vạn. Em ơi, xong chưa? Thôi cho quay đi, đứng cho dừng tại chỗ đi. Bỏ xuống, quay xuống, em tự xử lý trên máy tính đi. Em đừng có xử lý đây. Việc bây giờ nó việc người ta quay các cái mic nick khác. Em vào xử lý máy tính nhưng không xử lý trên này đâu. Đây. Đấy. Một em cúp 50 màu đen bóng nữa đó. Em muốn làm gì? Mua vào cả. Được. Lấy cái máy ôi máy kiểu gì này. Em này mua vào 8 triệu rồi. Mua dung lượng kiểu gì đấy, dung lượng. Máy cái máy nick kia kìa, mua dung lượng máy 13 ấy ạ. Đây. Cái máy của đồng nhung ấy. Nó lỗi đấy. Em này mua vào 8 triệu rồi bố ạ. Cậu em 2 triệu nhá anh em nhá. Đây. Mua vào 8 triệu. Các cháu thì các cháu chú Kiên cũng phải có tí nuôi nhân viên thì mua thì chết đói. Đấy, bố mẹ bỏ tiền nha, các cháu có bỏ tiền đâu, nếu các cháu bỏ tiền mua thì chú thoải mái, chú làm tí thôi, nhưng mà bố mẹ bỏ tiền. Cái này tụt nó cái này ra rồi, tí vặn lại, vừa mua về xong nhá, xe vừa mua về xong. Sơn zin, máy zin, máy vẫn đổ từ nãy giờ đấy. Máy nó vẫn chưa tắt đâu ạ, đấy. Bản năm sản xuất năm nào đây? Đăng ký 2020 nhá, bản nhiều nan. Dòng này các cháu đang hot hit này. Cúp 50 màu em này, em này đen bóng. Thấy cháu thấy các bạn, nhiều bạn trong lớp cháu đi lắm ạ. Có chú Hữu Long, Hồ Hữu Long hỏi là có Jim Việt hoặc là Thái 50 triệu không ạ? Này, Quang Minh MC làm gì phải dồn tiền. Quang Minh MC một ông chủ lớn rồi làm gì dồn tiền em ơi. Thế con xem 10 đi anh, dòng đời ngược xuôi, ok chờ tí. Quay đi. Em lốt. Con giúp tập trung lên này, đây à? Tập trung bố. Đây, tiếp theo là em Way Alpha biển 21C1-19187 ạ. Hoàng Thái Kiên đi bán tầm mà vẫn mua future 1 mà đúng không? Đây này màu đỏ. Mua bình thường anh? Em Way Alpha màu đỏ để cháu xem năm bao nhiêu đây. 8 triệu 8 anh em nhá. Năm này sẵn. Con này sản xuất năm bao nhiêu ấy bố? Đây. Em này phù hợp với cho các bác đi ăn đi làm này. Mở lên nhanh không? Các bác chạy Grab cũng được ạ. 8 triệu 8 nhá. 8 triệu 8. Các bác mua về đi chạy Grab này. Máy nó không bảo được. Cái máy này hết pin này. Máy của ai? Đi ăn đi công đi làm. Và các bác thợ xây mua về đi cũng được ạ. Đi ra từ công trường này ra công trường nọ. Em này được cái là để sở hữu máy các bác.
thì phải tắt nguồn, thì tóm lại tắt nguồn. Nó đang nghe máy của nó không ạ? Tắt nguồn thì mở lại, cứ tắt nguồn để cho nghỉ ngơi đi. Đây chủ quay cho cháu để lốc máy ở trong. Xong con quay A này rồi bố. À, tiếp theo con zoom luôn đi. Vâng, một em zoom luôn. Biển 29T153518 nha các bác, một em zoom lùn. 14 triệu anh em nhá, 2016. Khoai vào đi, nổ máy đi con. Dòng xe này cũng phù hợp với các bác nào đi công ty này hoặc là các bác đi làm thợ xe cũng được ạ. 14 triệu nhá anh em nhá. Ai có nhu cầu thì mua con Zim lùn này nhá. Đấy một bạn là một anh em đang hỏi Zim lùn đấy. Anh có công duy xả lỗ hết kia này kia thôi, anh em chỉ xả lỗ trên báo chí thôi anh em nhá. Anh em muốn xả lỗ thì lên báo, lên mấy em báo chí viết cho nó giật tít câu view thôi. Anh em vẫn mua bán bình thường nhá. Nói chung là vẫn phải sống như mình lấy khó khăn trở thành thuận lợi nha anh em nhá. Cứ thấy khó khăn thì chưa gì đã loạn xạ. Ở đây không ai chết, chính thức là anh em vẫn sống khỏe, không sao đâu nhá. Một chút khó khăn anh em, nhiều anh em nó nhút não rồi, nhiều chủ doanh nghiệp nhút não rồi, nhưng mà sấm chớp đùn đoàng em có mưa đâu. Sấm chớp rất to nhá, đùn đoàng vào như kiểu cơn dông đến nơi rồi, như kiểu trời sập nơi rồi, chả có hạt mưa. Chẳng có sao cả anh em nhá. 14 triệu một con đợt em 2016. Sơn zin máy zin. Các bác, các chú tài xế công nghệ rất là ưa chuộng em này, cháu thấy các bác đi làm Shopee Food này. Bao tiền hao mất, bao tiền zip bay đợt em Honda em một chiếc giá cả con đợt em bao tiền, ok. Phát lại quay lại. Công an thanh lý ơi, chuẩn không? À, rồi, công an thanh lý được mua, từ từ chờ đi quay con này nhá. Sơn zin máy zin anh em nhá, 14 triệu. Quá rẻ cho một cục tình anh em nhá, em nó mới có một bạn 6, cháu nó mới 16 tuổi thôi. Quá đáng để, quá là để phải mua thôi. Đây phải thay mức Oppo này. Lắp một cái bình ắc quy này. Ok. Đây. Từ từ cứ phải bình tĩnh giới thiệu. Từng việc một, có 14 triệu thôi. Rồi, anh Long đâu? Công an thanh lý đâu? Rồi. Nhanh khẩn trương ra. Đi ra. Chỗ kia ấy. Làm việc phải nhanh. Làm việc với bố phải hết sức khẩn trương. Đấy. Em đang bảo 14 rưỡi. 14 năm. 14 năm. Rồi, công an thanh lý. Công an thanh lý. Rồi. Số khung cho máy bằng số biển xe này trước rồi. Xe này trước ngày xưa cũng bị trộm cắp một lần rồi, bây giờ vừa rồi công an bắt, đúng không? Wow. Là ra thanh lý. Thanh lý. Anh em mua thanh lý, ông mua thì có tầm triệu, hơn triệu thôi. Đấy. Giờ ông sang tên, ông làm bán 14 năm, ông kiếm mớ. Ông kiếm cái gì cả không? Rồi, xe này xe này không rút hồ sơ nhá, chỉ sang tên trong Hà Nội nhá. Công an thanh lý biển 30Z anh em này. Anh Thanh Long ra bao nhiêu đấy? 14 năm em. 14 năm em món à. Anh em nó kiểu nó hàng nó thanh lý, máy nó cam quýt mít dừa, nó nấm tạch tạch nhỉ. Ngó xem số khung cho máy đục theo số biển đây anh em nhá. Số khung cho máy đục theo số biển nhá, xe này trước trộm cắp một lần rồi đấy. Vào đưa vào công an xong rồi ra bán cho ngoài. Cho các cơ quan cơ sở đấu giá bán ra 1,5 triệu. Tất cả đi thì xe thanh lý có 1,5 triệu thôi. Ôi cái loại này bọn em thuộc lòng suốt ngày. Nhưng thôi ông anh cho tình thương mến thương nhá. Nó nhẹ nhàng gửi cho ông anh. Thôi tóm lại để em chụp. Thôi thì họ không bán được. Họ đang bảo anh bao nhiêu? Có người đang có từ 13 rồi. Thế cái con kia, con kia không mua được. Không mua được. 9 triệu không được. Cũng được, nó đeo 9 triệu không xong. Con này ông anh để cho em. Nó bảo anh Hưng đảo 13 rồi. Hưng nào? Hưng Hà Lam này mình hay sao? À không, không sử dụng ông nào giả. Đấy. Nếu bảo tôi bây giờ cháu lên là bán lấy thêm tí. Lấy thêm tí không? Thôi này nha anh Long nha, em mua cho anh 12 triệu. Anh ra anh làm đi. Không có nào anh gọi cho. Có mà không có mà. Đang chưa mua nha anh em, đang trong giai đoạn cho vào lò quay. Ở một anh em khác đến bán xe. Đấy anh em chọn đến bán thì mình là người bấm giá cho anh em mua. Đấy. Ngọc Dương được vừa mới nhập về, giới thiệu anh em là một chiếc Inblue nhá, hàng Toki 2015, mình vừa mới nhập sáng nay chưa lên sổ kế toán được. Đấy.
biển 19, bản có phun xăng điện tử FI đấy các anh em ạ. Rồi, bao tiền rồi? Bán ra cho anh em mình là 8.8 triệu. 88 mà 1988 à? 1988. Inbolus. Cho anh cống nước ấm này cho nó đỡ khô mồm. Nói nhiều quá mỏi mồm. Em này biển 19S1 ạ. 20617 cho các bác. 8.8 triệu giá của nó này gần như là tính cho không biếu không rồi, rẻ quá rồi nha. Quá rẻ rồi. Đây, em này FI phun xăng điện tử cho các bác. Anh gạch cho lát hàng phong nhá, có nhá, anh cứ thích thì anh em mình giao lưu, có gì giá đây có như này 8.000.000 quá rẻ. Trước đây mua nhá. 10 triệu. Đấy. Bây giờ các bác mua lại thì nó được giá hợp lý với cả giá rẻ hơn. Ra đây, ra đây xem con này. Giá cả nào. Có giấy, có giấy cầm đây, chín chủ đến em nữa. Bây giờ ra ngay số 20. Ừ, ra cầm. Giấy cầm đây chưa? Đây em cảnh nước bán. Ok, thế chốt đi cho người em giấy tờ cho vào viết giấy bán đưa tiền để xe đây đi. Cho viết giấy làm nó nhanh. Đấy. Đấy, một dân chơi nó lỏng hỏng hết rồi. Tầm này nó nát hết rồi. Đấy đây. Áo đỏ đấy, áo đỏ bán vision đấy. Lỏng thỏng hết rồi, tầm này nó giờ này nó là nát hết rồi, nát với người à. 24.500 con xe này thì đúng ngưỡng đấy, coi là xong đời, nó không còn gì để mất anh em nhá. Hiện tại chưa mua được nhá, một chiếc Vision mới tinh em, nó 2023 em quay vòng đây thế, 2023 vừa ra xong. Anh em quê hương anh em nó đến từ Thành Nam đấy, nói chung là cảnh anh em nó thật sự ra giờ này không ai muốn bán đâu. Đây, em đến bản 2023 18 Nam Định ạ. Chưa mua được nhá anh ạ, đang ở cửa hàng cầm đồ ngay đây, đi mới đi được 479 cây, chính chủ đấy. Đi được có mấy trăm cây này các bạn. Anh em nào đặt gạch thì lấy nhá. Em này khóa mua 24.500 nhá. Mới tinh thơm phức, chưa rửa xe lần nào. Vừa, nói chung anh em nó vừa chắc vừa Nam Định vừa lên. Hôm này nó cũng nát hết người. Chính chủ nhá, xe chính chủ nhá. Nó cắm là việc nó cắm, còn mình mua là việc mình mua, kệ. Cho đi nhá, mua xong mình báo giá, ai mua thì đặt gạch con này nhá, biển 18, chính chủ, đang trong nhà đang làm việc nốt. Đấy. Mua có 245 thôi anh ạ. Bản 2023 Vision đời mới. Chú Vinh Quang có hỏi là có con Way 100 2016 không ạ? Không mất rồi. Em ạ. Chốt chưa, hòa kịp đó. Bữa nay như là 11 năm đấy, anh ấy đồng ý 11 năm đi. Không bướng. Bướng. Bắt đầu câu chuyện cửa hàng xe máy, cửa hàng cầm đồ. Cửa hàng cầm đồ Mạnh Bình chuyên xin kính chào quý khách 508 đường láng. Với lãi suất để thanh lý lỗ anh ạ. Thanh lý bây giờ đang xả lỗ, đang em là đang xả lỗ. Đang xả lỗ. Vâng. Anh em có nhu cầu là 1.000-1.500 trên một ngày nhá, để cho hay đến với 508 đường láng. Mùa báo lũ là xả lũ. Xả lũ, lỗ. Xả lỗ nhá. Xả lỗ đó. Với giá tiền Mạnh này bán con nào này là đời nào đấy Mạnh? 2020. Với giá tiền anh em mới hòa kịp là 11.500. Có thể lùi xuống. Thôi phải để mô cho rõ ràng. Thôi đây này. Nói chung là tầm này là tất cả là rút phi cắm rồi, tất cả mọi dòng sông đều ngừng chảy. Tất cả mọi dòng sông đều ngừng chảy nhá anh em nhá. Tất cả mọi dòng sông đều ngừng chảy. Đấy. Đấy. Anh em có nhu cầu cần vốn, bơm vốn nhá, các chủ doanh nghiệp mà cần vốn nhá, cứ đến 508 đường láng để gặp em Mạnh Bình. Anh em chia sẻ để vượt qua cơn. Đấy, để đáo hạn ngân hàng, anh em có ô tô xe máy cứ qua đấy anh em vô tư. Hoặc anh em lô đề cờ bạc. Vượt qua cơn đấy. Giờ này thôi thì không sung sướng gì cả, xe cộ đợt này. Không sướng gì thôi, tháo hết mà làm gì. Thế mới gọi là đợt này là xả lỗ anh ạ. Nhưng mà thứ nhất là nuôi cá thì nhìn là cá bạc, anh em là cá bạc nó là chống hết rồi. Hết anh em. Nguồn tiền đến đốc tờ thanh còn phải gá bạc, phải cắm cả dự án. Anh em có nhu cầu cắm dự án cũng xong hết nhá. Tất cả đầu tư bơm vốn các chủ doanh nghiệp. Đấy. Chủ yếu là các chủ doanh nghiệp nhá, thế thôi anh em chơi bời cờ bạc mẹ này được may thua nhanh lắm. Suốt ngày mẹ chuộc ra chuộc vào, nhọc. Đấy. Thế Hoàng Thiệp chốt giá bao nhiêu? 11 năm. Thế chốt xong cái này đi ạ. Thôi ok, chốt cho em 11.500. Đây anh nhìn thế. Này mà chính chủ mà tốt rồi, nhưng mà nó tốt. Anh
Nói chung là cầm 10 triệu giờ bán 11 năm làm 1,5 triệu nên là xong, anh em rất đơn giản. Thôi 11,7 triệu anh em, anh Mạnh, anh quảng cáo cho em, anh em có nhu cầu hãy đến Mạnh nhá. 11,7 triệu anh em thanh lý, cơ quan thanh lý một con xe. Ok, ở đây một chốt con này. 2020 mới đi lốp con giày đâu chưa? Con này bao tiền, mấy trăm đây Mạnh ơi? Mấy trăm? 4 triệu nhé. Bốn bán hết luôn đấy anh ạ. Không bán. Ừ, gạo đây. 4 triệu thôi, ăn con ngon thôi, còn con xương này để lại cho khách hàng nào đến cửa hàng cầm đồ này mua lại để cho nó. Anh em. Con này thì anh em có xe đi về. Có mua xe, có xe đi về. Chưa được nữa rồi. Ôi cứ giải quyết, ôi cứ để cho anh 2 đồng cho anh em gác các đại ca trên này ra lấy ô tô. 2010 mà 2 triệu thì rẻ quá, nhưng sắt thép bây giờ 1,5 triệu rồi. Để cho anh 2 đồng cho nó. Anh bán cho các đại gia ra bãi xe lấy ô tô đấy. Xe đẹp lắm, 2010 đẹp. Những công trình công trường thôi, vứt vật vứt vạ. Anh nhìn thấy củ lát nó đẹp. Đẹp đâu? Em đi đình tiệt rồi, tiệt ngóm rồi. Rồi. Ào ga nhá, dù ga đang bị thủng. Dù ga hiện tại đang bị thủng. Chỉ có đi tiến nó không có giảm nhá. Phanh đang đi ngã ba ngã tư là coi khỏi phanh luôn. Phanh bằng chân nhá, ngã ba ngã tư đèn xanh đèn đỏ là phanh bằng chân luôn đấy. Mày hô phải dẹp ra khẩn trương. Rồi dẹp ra tao đông. Dẹp ra tao đông bây giờ. Bắt đầu bảo mẹ ngã ba ngã tư là bắt đầu đang đi là phải sạng chân nha nhá, tẹt phanh bằng chân nhá. Quay ô lao giữa đường này đèn xanh đèn đỏ là xong. Không mua xe thì người không sao, mẹ mua xe thì chết đấy. Phải sửa lại dù ga nhá, nó thủng mẹ dù rồi đấy, nó có chỉ có tiến chứ không có lùi nhá, không dừng được luôn ạ. Ok, vẫn xong cho ông em con này 2 triệu. Không con này nữa là gỡ xong. Tôi mua cho em 2,5 triệu thì em Thiệp ở ngoài không bán mà. Thiệp à. Thế nào Hoàng Thiệp giả ba thì cho bán Hoàng Thiệp thôi, anh không mua rồi, chịu rồi. Dạ. Con này thì người ta là tuyệt đối đấy. Hai. Đấy. Ngọc Dương anh đúng con này rồi. Cái 3 triệu nó định cho anh 2,000. Bà mẹ cầm 1 triệu thôi, bán 2 triệu đây là 1 triệu. 2 năm rồi anh ơi. 2 năm. 5 triệu 2 năm nay rồi. Anh nhìn thế này, nó còn mốc trong thời gian. Cầm 1 triệu nha, là có nghĩa là 1,500 một ngày thôi. 1,000 gọi là 500 tỷ. Cầm 1 triệu nha, tiền gửi xe mất 7,000 một ngày đêm và tiền lãi hết 1,500. Mỗi tháng được 3-4-5 nghìn tiền lãi. Đấy. 3 triệu. Tiền gửi xe. Em mới để đây. 2,3 triệu. Một con lỗ 2 triệu. Tiền gửi xe quá tiền lãi. Quá thôi. Thôi để mà anh 2,5 triệu. Thôi 2,7 triệu đi, chốt mẹ nốt để anh giải quyết con này. 3 triệu ấy. 3 không bán được. 2010 mà anh có phải đợi 2008 đâu. 3 triệu mua được. Thế đẹp lắm luôn. Không bán được. 3 triệu bán chưa được. 2,7 triệu đi cho nhanh. Thôi ăn mẹ con này đi, con ngon này con này thôi. Nhá, 2,7 triệu nhá. Nhà con nó còn không? Thôi 1,928 thì cho nó. Có kè bớt 1 thêm 2 giờ đâu ngã giá vàng ngoài 60. Bây giờ vàng ngoài 60 rồi. Ok, chốt cho Mạnh Bình 508 đồng láng nha anh em, có nhu cầu cần vốn Hà Nội. Liên hệ Mạnh Bình, cầm đồ Mạnh Bình nha. Số điện thoại lại tiếp tục số điện thoại. 0912311999 ạ. 311999 nhá. Nó là Tam Hoa đấy, Tam Hoa đấy. Ok. Rất thân thiện. Rồi. Anh em không bán khách trước hạn nhé. Đòi mãi rồi đến chuộc không chuộc mới bán. Không phải đơn giản đâu mà có tí bán đâu. Anh em cầm cố rất lịch sự nhé. Bơm vốn rất lịch sự. 12,8 triệu một con xe 2020. Đi 8.000 cây, lốp zin theo xe cả đôi. Cả xe dán ni lông nhá. Em 11,7 triệu. Sorry. 11,7 triệu ạ. Em nó đến từ quê hương gọi là rừng cọ đồi chè nhá. Cảnh nứt vỡ đấy. Không còn cái cửa nào nữa thì bắt buộc mới chốt đấy, mới bán đấy. Cả cái xe sứt mất tôi tí chỗ này thôi, không vấn đề gì cả nhá. Nói chung là cảnh nước vỡ bán chứ không nước vỡ quá lâu bán. Cộng cho anh em 1,7 triệu. Quá rẻ cho một mười một bảy. Cộng 1,7 triệu. Xe toàn xe giấy toàn nghiêm chỉnh nhá, mình bảo lãnh nhưng sai vì vấn đề xe vớ vẩn mình đền lại tiền cho. Đấy.
Vâng, xe dành cho các bạn sinh viên một, đi làm. Một chiếc xe mua là 3 triệu nha, cộng với nhau 1,5 triệu. Một chiếc xe này nó phải sửa cái dù ga đi nhá. Cái dù của cái chế nó bị thủng. Thế bây giờ là nó chỉ có lên thôi, nó không có xuống. Giảm ga là anh em phanh thủng là rất cẩn thận. Đấy. Cái giống xe dù ga nhá, chế cơ nhá. Nếu mà xe này có ăn xăng, anh em mình có bộ tiết kiệm xăng nhá, mua mất 300 nghìn, anh em lắp hộ cho. Nếu anh em nào thích tiết kiệm xăng như FI, một vòng. Đấy, bán giá là mua 3 triệu cộng nhau 1,5 triệu. Em Novo này đến từ 30 Hà Nội ạ, 30 19 15 28. Đức Phạm Thanh Oai đây anh em nhá. Lốp còn zin theo xe, còn dày, lốp còn dày nha, không còn zin nhưng mà dày. Đấy. Rất được nhá, nhìn đẹp đẽ đấy, ngon lành đấy, không đơn giản đâu. Bản 2010, về chả làm gì lốp mới. Đôi lốp mới không mất tiền. Đấy, chúng có 4 triệu rưỡi anh em xa xôi lấy về đi. Anh em cần định danh, cần rút hồ sơ sang tên được thoải mái nhá. Mua 3 triệu có thể rút hồ sơ sang tên thoải mái. Sang tên đổi chủ vô tư. Tiếp theo. Một là em Evelyn. Đang 605 anh em đang xem. Dành cho các bác mệnh hỏa mệnh thổ đây ạ. Một em Evelyn màu đỏ biển. Chào anh Nguyễn Vinh nhá. 29 Hà Nội. Bố kiểm tra giúp con. Cảm ơn anh Nguyễn Vinh nhá, chúc ạ. 29D2 ạ, 48733 nha bố. Rồi. Chìa khóa con này đâu? Giá rẻ giật mình nhá anh em nhá, giá rẻ giật mình. Bán ra có 34.500.000 một chiếc xe. Trước đây là nó là 38 triệu tranh nhau mua, như bây giờ có 34.500.000 nhá, bán ra nhá, giá bán ra. Bản 2020. Đi bản được 6.000 cây ạ. Đấy, một vòng nhá, một vòng. Dành cho các bác mệnh hỏa mệnh thổ ạ. Đấy, dành cho anh em mệnh hỏa mệnh thổ. Biển 29D2. Có đổi cho cũ, anh em có nhu cầu có xe cũ mình đổi nhá. Cứ giấy tờ anh em chỉnh, máy móc ngon lành cho mình đổi. Còn xe cũ nát thì vẫn đổi nhá. Xe cũ nát bán thanh lý, vẫn đổi bình thường, không sao cả. Sau mỗi xe đăng ký giả, xe giấy tờ giả rồi đục cố lại số khung số máy. Xe bất hợp pháp thôi, còn tất cả những xe hợp pháp là mình đều đổi xe nhá. Mình có đổi nhá. Chìa khóa thông minh còn đổi cả đôi nhá bác. Đôi mình nó là anh em là chuyên nghiệp rồi. Đấy. Đẹp không? Mới lốp còn theo xe này. Còn dày bịch luôn nhá. Nhìn lốp này anh em, nhìn rãnh lốp này. Kiểm tra này xem là năm sản xuất. Tuần thứ 36 năm 2020 này. Đấy. Rất đẹp, xe không được phép lỗi. Đấy. Cốp đặc điểm của nó quả là thơm nguyên toàn. Cốp rất là rộng. Nói chung là cũng anh em còn chương trình còn dài lắm để mà kiếm đủ đồng anh em đây, nó đủ các anh em đây, hết ông bê mâm, bê xoong, bê nồi, bê dao, bê thớt, bê hết nha, tất cả các loại bê đều bê phục vụ anh em như này đấy. Đấy, tiếp sang con này đi. Vâng. Một em Way Alpha màu xanh. Biển 27Z1 ạ. 27Z1. 00798 mã công lý gem 198 đổi được uây 100 không xốp. Đổi được cái mã công lý ơi. Em uây Alpha 2. Anh Đoàn Hùng tí em mang về nhá, tí em mang về em cộng tí thôi. Anh Đoàn Hùng nhá, mua con xe biển 2023 đấy. Đang đi chuộc. Đang đi chuộc giấy tờ, giấy tờ đang ở nằm ở cửa hàng cầm đồ. Tất cả anh em tầm này nó lứt vỡ mới bán, thì không lứt vỡ bán làm gì. Bán thì cần lắm, cấn lắm tiền mới bán, hãy bán. Mẹ giờ câu trả lời cuối cùng, đường cùng phải bán xe. Chả ai ra xe thì đổi xe bình thường, nhưng mà tầm cỡ mà xe đẹp thì toàn đường cùng hết. Tỷ lệ đường cùng rất cao. Đấy. Cho một em Way Alpha. Xe 27, biển 27 cho nào, con này. Biển 27Z1 ạ, 00798 các bác. Rồi. Một em Way Alpha 2011, rồi, màu xanh. Chưa có giá trên này. À đây rồi. 11.400.000, chưa đi 2,5 triệu. Giá nhập 9 triệu nha em, 2016. Nó là thuộc về hiện tại, với thời điểm hiện tại là máy zin này. Máy zin. Mua này có 9 triệu anh em nhá. Dọn dẹp đẹp đẽ rồi, cộng cho anh em 2 triệu. Ôi cộng anh em 1,8 triệu rồi nhá. Bản tem tổ ong này. Đời nó tham sản xuất hay không, con này 2011 nhé, tem 2016 dán lại tem rồi. Xe này được cái máy nguyên thôi.
này là hàn lại bô. Em ơi, hàn lại xử lý nhanh cái bô nhá, bô nó hơi to. Bô hơi nổi tí. Chỉnh gang thi nhá, con này chưa được đâu nhá. Chưa được đâu, gang thi vẫn chậm dần, chưa được. Chưa được, ơi, đẹp. Ôi, sao rồi con này sao? Bên nhà rất nhiều nhá, có cả 50cc đây, đây một con 50cc Galaxy đây. Galaxy ạ, xe số thì các bạn nam ạ. Đấy, rất nhiều 50cc đây đây. Tiếp theo con này. Đấy, một xe, em xe Galaxy màu đỏ. À nhà màu đen trắng đỏ ạ. Galaxy dành cho học sinh sinh viên, dành cho các bé nào nam giới nhá. Xe này là nam giới, xe dành cho các thanh niên. Đấy. Galaxy các bạn nào dáng cao em mà không muốn đi cúp dáng nó bị thấp quá ấy, thương hiệu các bạn của máy sử dụng dòng này được ạ. Một vòng Galaxy tháng 8 2020 nha anh em nhá. Chủ xe Nguyễn Hữu Phú, tổ 15, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Giá này mua 10 triệu 200 anh em nhá, 2020. 10 triệu 200. Đi 1.6, 1.8. Xe SYM này nó chạy nó vô cùng bền, nó là thương hiệu của SYM rồi. Nó là sim hãng Enzo, nó là quá bền rồi. Mua 10 triệu 200 cộng cho anh em 2 triệu. Đúng rồi, những cái dòng mà như kiểu Elite bạn, này, Galaxy bạn, này. Bạn của mẹ là nhất rồi. Bạn con nhiều bạn đi loại này đấy ạ. Đi đầy con ạ. Không đi nhà trường xếp vào hạnh kiểm là kém là dở hơi. Nhiều lúc nhà trường quy định nhà trường bố mẹ nhiều lúc đưa mua cho nó con bố mẹ con xe phân khối lớn là nó liên quan đến hạnh kiểm. Đấy. Nó không phải là hạnh kiểm của một kỳ hay à nó không phải hạnh kiểm của một tuần hay tháng. 2.5 con này. Ok rồi, nhà trường sẽ đánh vào hạnh kiểm của cả một kỳ đấy của các em luôn ạ. Nên là các mẹ nên chú ý. Đấy, bố mẹ nên chú ý nhá, mua xe cho con này chú ý. Nếu mà không bị bắt thì cũng sao, nhưng mà bị bắt thì cũng khá là vấn đề đấy ạ. Nó ảnh hưởng đến mai sau các em xét học bạ. Con xe này bán rồi nhá, một con xe một đại gia con biển 88 này đi chạy 3.000 cây bán rồi nhá. Anh một anh ông anh Nghệ An cũng lòm đòm lắm chưa thua. Ông anh cũng đã cảm ơn ông anh đã trả giá cho một đại ca đến mua mất rồi. Đấy. Con xe 3.000 cây biển 88 của Hoàng Dung này bán rồi nhá. Có người cọc rồi đấy. Đấy, quay đi. Bán luôn rồi, con xe gì? Con xe 18 biển 18. Biển 18 á? Sợ không còn, đã trên live không còn đâu. Đờ đem biển 18 thôi. Đây, khó rồi. Cọc hết rồi. 9189 đang cọc. 818F4. Cọc rồi, vàng ươm, cọc hết rồi. Đấy. Anh chị ơi, xong con này chưa? Thôi, thở thẩm định nhá, đây, đây, hoài, hoài. Ra đây. Đi. Ok. Đây, chào đứng cạnh bác ạ. Anh có thể chào các đại ca như này đi. Vâng. Xin chào anh em đang theo dõi doanh nghiệp xe máy Hoàng Kiên nhá. Chúc anh em sức khỏe và ủng hộ cho doanh nghiệp Hoàng Kiên. Vâng, ông anh này đến bán một con 82. Rồi, 82, 98. Rồi, 99. 99, 2000. Rồi, rồi. Đấy, thì xe thì cũng là chốt xong người đầu tiên là cũng nhạy ý là định bán 25 triệu. Như 25. Chốt cột chế cứng 21 triệu. Cứng 21 triệu. Vâng, rồi gọi là có một tí, một chút. Đấy, thì anh em đây là phụ huynh của cháu Huệ nhá, học cùng với các bạn. Vâng, về cháu Huệ. Về cháu Huệ bạn ơi, tí vào mở theo dõi ra bạn biết mà. bạn cũng tên là Kiên ạ. Bạn Nguyễn tên là Nguyễn Viết Kiên. Đấy. Vừa rồi thấy Huệ bảo là cháu nhà anh kỷ luật lắm mà gọn gàng. Cháu rất gọn gàng. Lớp phó lao động lớp cháu đấy ạ. Một trong những lớp phó. Lớp phó bác bảo là tôi thì đi lao động lớp phó thì gì cũng công việc gì cũng đến. bạn ấy làm việc trách nhiệm lắm ạ. Cháu là chơi tên là Huệ ạ. Vâng ạ, cháu là Huệ. Hai em hậu có cháu học cùng nhau mà lớp 12 biết. nói chung là Yên Hòa Cầu Giấy toàn là học sinh giỏi. Chính thức nói về Yên Hòa Cầu Giấy nó là top 4 của Hà Nội. Đúng, top 4 top 5 Hà Nội. Top 4 Hà Nội ạ. Sau Amsterdam rồi Chu Văn An. Rồi. Toàn học phụ huynh học toàn các cháu học giỏi đấy, phụ huynh như thế thôi. Đúng rồi. Anh em mình tự hào đúng không? Mình dân lao động thì coi như thế là tôi được cho cháu ăn học. Ừ, cho ăn học. Cố gắng như thế là mình cũng vẫn giỏi. Chứ anh em mình thăng long kẻ trọ này là con buôn. Đúng. Dù sao tên em nó là con buôn. Không, mình là giỏi lao động. Thôi cứ coi là ngày xưa ngày các cụ được quan chức rồi.
không làm tính như con buôn, chính thức là Thăng Long kẻ kẻ chợ, tức là chợ là kẻ kẻ chợ. Đây ông anh đây cũng quay về một chút một chiếc 82, anh em xem đi, anh em cho soi gầm đi để cho nó anh em ngó đi, mình phải ngó trước anh em ngó sau. Rồi. Cháu nhập học bật rồi. Bật bật cho nó rồi, ok đây. Đến rồi. Ông ở đây còn này đấy. Đấy nhá. Đấy. Máy nổ cũng thì thầm mùa xuân đấy, nhưng mà là máy móc chạm rồi, sơn du tỉa tót tỉa hết lại rồi, cũng tỉa tót rồi lại rồi, cái này tỉa ngoại thương. Anh Trần Đoàn khu Yên Hòa toán cử nhân đó anh, ok Yên Hòa. Đấy chung ủy thâu Chu Văn An mới là Amsterdam mới là mấy trường lớn rồi, gần hầu như là cũng là một trong top rồi, các cháu Yên Hòa oải lắm. Nói chung là nếu anh em tất nhiên là điểm Yên lấy Hòa cũng là trường lớn rồi đấy ạ. Lấy điểm cao. Cái lực học là gớm ấy. Máy vẫn nguyên bản đấy kia ạ. Ok. Không, máy chạm rồi anh ạ. Không nguyên đấy. Con này chạm rồi, không nguyên đâu, chạm rồi. Nguyên. Cũng bình bình thường thôi anh ạ, bình thường. Ờ thì cái xe này nó bình thường đấy. À vâng, anh nhảy cho. Vâng. Đã chốt được con gì rồi nhá anh nhá. Thế là mua con này là mà 10/5 nhà hay là 10/11? Đâu, 5 bảo 12. 12 đâu nhỉ? 12. 12. Đầu like 12. Ok, chốt anh 12. Con Zin này mua 12 triệu xong rồi nha anh em, tí mình sẽ quay trực tiếp. Nhưng con này sợ là anh phải giảm thêm đấy. Anh Thiệp ơi, bố trí nào anh em phải tính toán là giảm thêm đấy. Anh Nguyễn Văn Đạt trước mua xe của công ty. Do có hỗ trợ hỗ trợ sang tên không? Anh Nguyễn Văn Đạt ơi, có em lúc nào em hỗ trợ sang tên, nhưng giai đoạn này nó hơi căng một tí. Là do bây giờ về công an, về các phòng, là về các xã, các phường. Thì nó hơi khó ở cái chỗ các vị giờ nó chưa ổn định. Tất cả đang sắp xếp thông tư 24 nó chưa ổn định. Nên anh em cứ bình tĩnh, cứ đi lại bình thường nhá. Còn sang tên, tất cả sang tên xe nhà mình đều sang tên được hết nhá. Những xe nào không sang tên được thì mình không sang tên được. Còn hầu như là tỷ lệ sang tên được hết. Bên em có hỗ trợ sang tên nhá. Chi phí bọn em có lấy một chút công, lấy khoảng 100-200 nghìn tiền điện thoại. Có hỗ trợ làm hết. Anh em mua xe ở đây thì có trách nhiệm làm hộ. Gọi là có trách nhiệm luôn chứ không phải nói hỗ trợ, trong đó cũng có trách nhiệm làm giúp cho khách hàng đấy. Thế nên anh cứ bình tĩnh nhá, anh em mua xe đây cố gắng cứ bình tĩnh để cho các cụ ngồi xếp vai vế chuẩn ra ngồi mâm, xong mấy anh em mới bê mâm. Thế các cụ đang lốn nhốn đấy, chưa đâu vào đâu đấy, thủ tục chưa trên dưới chưa tròn, anh em cứ bình tĩnh, mọi cái hết sức bình tĩnh đấy. Xe của mình đầy đủ nghĩa vụ thuế rồi, chắc là không lâu nữa, khoảng 1-2 tháng nữa mọi cái đã được tập huấn xong, là vẫn tất cả là cứ đi theo quy trình chạy đấy. Tất nhiên là thay đổi một cơ chế không đơn giản. Anh em đều sang tên là hết nhé, anh em có nhu cầu đóng thuế cho nhà nước thì bên mình hỗ trợ làm hết nhé, để sang tên. Tất cả xe của mình bán ra đều có thể sang tên được hết nhé, không có lo đâu, tỷ lệ sang tên hầu như sang tên được hết đấy, bởi vì xe của mình xe chuẩn, lo gì. Liệu bán em 20 triệu, bán em 20 triệu. Xe nó cũng tạm thôi. Anh Trần Hoàn ơi, Hải và Hải vẫn làm đấy nhá. Thỉnh thoảng lâu không gặp nhưng thỉnh thoảng anh vẫn làm đấy. Anh bán em 20. Có 20.5 đi, không muộn được anh nhá. Chốt 20.5. Chốt anh em anh con này 20.500. Con lấy một tờ để cho nó vui vẻ. Thôi bia rượu giờ không uống. Rồi xin cho bạn Kiên con xe này là 20.500. 20.500. Ok chốt, rồi. Kiên mọi người mua may vào đất. Rồi ok, cảm ơn anh vào viết giấy bán nhá. Làm rồi. Thôi bia rượu thì anh em hạn chế bia rượu nhá. Lần này toàn men sống uống ít thôi. Mà hỏng hết người ấy. Em hạn chế tối đa về cái vấn đề ấy. 20.5 cộng anh em 2.5 triệu nha, một chiếc xe 82 mày đời mai ô tô 82 đời 99 biển 29L2 cho các bạn 8350 ạ. Anh Trần Đoàn anh gửi anh trả lời rồi, lâu lắm không gặp anh Trần Đoàn ạ. Anh Hải Canh chưa, lâu lắm anh không em không gặp.
20,5 cộng anh em 2,5 triệu nhé. Xe dành cho các cụ nào mà đi làm, đi ăn, đi công, đi việc, đi gọi là ngon nên hầu như nguồn nguyên bản nhé. Một số tỉa này, đây tỉa này, gia côn điện có tỉa, đây là zin này, lườn nguyên, sơn zin, lắp nguyên nhá, đúng rồi đúng biển này, đăng ký năm 2000. Cái này thì xịn nhá, cái này cái kính này thì thay rồi này, xinh nhan xịn nhưng cái kính thay rồi, nội rồi này, cái này xịn này, vỏ yên thay rồi này, trên này thì sơn zin này, trên này zin hết này, chưa bị sơn lại. Đang đây thì còn nguyên bản, cái này thay rồi, cái này zin này, cái này zin, cái này thay rồi này, đấy, dưới này thì cái này zin hết, cái này bị tỉa, chắc khó tỉa góc này một tí. Máy khả năng máy còn zin nhưng anh ủ dầu thôi. Nói chung là với cái tầm tiền 20 triệu là quá hợp lý rồi nha bạn. Con lượng con dream này không bố? Máy khả năng còn zin anh Huyền Hưởng ạ. Đây một con dream này mua là 12 triệu anh em nhá. Đầu like. Em để quay một vòng một con dream này mua có 12 triệu anh em nhá. Giá xe công an thanh lý. Vâng, xe biển này là 10Z102231 ạ. Xe này rút hồ sơ không rút rồi nhá. Anh em xe công an thanh lý là xe số khung máy đánh theo biển nhá. Xe này gốc của nó là một con xe chắc là tăng vật gì đấy. Nhà nước mình thanh lý nha anh em nhá. Xe chỉ sang tên trong Hà Nội nhá, nội thành Hà Nội thôi. Không chuyển đi các nơi anh em nhá. Mua này là 12 triệu con Jim. Jim đời 2012. Anh em nhá. Mua có 12 triệu nha, đò Jim năm 2 sản xuất 2012. Xúc bắp hơi lấy tay tí, con này chỉ kêu xúc bắp nha, còn không vấn đề gì cả. Họ có thể dầu mỡ anh em, nó thay dầu chưa chuẩn. Máy vẫn Jim theo xe. Đây. À con này đời thấp hơn. Con này giòn xanh. Con này 2004. Bởi vì số khung cho máy xóa hết rồi. Số khung cho máy đánh theo số biển nhé anh em nhé. Biển 30Z, số khung cho máy này đánh theo xe công an thanh lý nhé. Biển 30Z là xe biểu tượng của công an thanh lý. Đời 2004 anh em nhé, mua 14 triệu. Đấy. Quá là gì à? Đi đường thoải mái nhé, bởi vì xe công an thanh lý thì không vấn đề gì. Chỉ sang tên cho người Hà Nội nhé. Không rút hồ sơ được các tỉnh, anh em lưu ý. Được đặt cọc không có được cho sau này sang tên, không sang tên ở đâu. Bởi vì xe này nó không có hồ sơ gốc, nó chỉ có bản thanh lý của công an thôi. Một bên này. Đây 2004 bô vẫn zin cho xe. Tem mát này thay rồi. Cái này zin, máy zin. Mua 14 triệu nhé, cầu anh em 3 triệu. Dành cho các bác nào đi ăn, đi làm, đi công ty, đi craft đều được ạ. Sơn zin, máy zin, tất cả mọi cái công nguyên bản. Bây giờ chỉ có chỉnh nấm hoặc thay dầu, con này bỗng nhiên là thay dầu hết. Đây, nổ máy vẫn êm bình thường, hơi có đi tách tách. Em này không? Chỉ cần đi spa một chút thôi ạ. Thay dầu nhá. Ê. Đi làm mịn ba. Bảo, thay nhanh lọ dầu. Cho em, quá rẻ, con này nó đi không là trèo đèo lội suối thoải mái. Em này chỉ cần bôi trơn thôi ạ. Chỉ cần chút dầu mỡ. Mua 12 triệu anh Quang Diện. Mới 12. Mua 12 triệu Hoàng Tuấn. Mua 12 triệu rồi nhá. Vừa mua giá đầu lai mua 12 triệu rồi. Tiếp theo một con này đi. Nốt em này đi ạ. Con này bán là 28 triệu 500 nhá. Một con Jim cộng. Em nó sản xuất 2009. Đến từ 30 Hà Nội ạ. 30H8-1243 nha các bác. Em Super Dream. Mua 12 nhá, cộng 3. Mua 12 cộng 3, ok. À sorry, mua 12 cộng 3 nhá, bán 15 triệu nhá, sorry. Sorry anh em nhá, nhiều lúc nó nhịu. 15 triệu rẻ quá, anh em cọc luôn, hết cơ hội. 15 triệu con đấy, không phải rẻ quá rồi. Bán 15 triệu con Jim nhá, xin lỗi anh em nhá. Nhiều lúc quên đấy, anh em nhắc nhở, không phải chết. Anh cứ lên xe lấy Jim, sơn Jim, máy Jim nhé, con Jim vừa xong em mua 12 triệu. Con này bán 28 triệu 500 nhé, Jim cộng. Con nổ máy cho bố. Vâng ạ. Hỏi lại chị Phan mua giá bao nhiêu, chị bỏ 285 thì bây giờ bán ra 285 ai biết được. Mày nó vẫn nổ đấy các bác ạ. Em cũng nhẹ nhàng thì thầm thôi. Bán ra 285 hay mua 285? Mua 285.
đường số. Anh nhà con 82 nay 23. À, có sang tên rút hồ sơ được không Kiên? Bà Địa Vũng Tàu có được hết anh gà nhá, rút hồ sơ thoải mái nhá. À, thông báo anh em là mua vào 28.500 nhá. Cộng cho anh em 2 triệu. À, nhiều lúc có bà chị nhiều lúc nói nó không rõ, nó gây khóc. Nhiều lúc này cơ bản là vấn đề là mình muốn bán rẻ để cho nhanh. Tâm lý tôi là anh em tôi muốn bán rẻ, chả có gì là bán rẻ. Thế thôi chứ mình cũng phải anh em win win, hai bên đều có lợi. Tất nhiên là mình mua cao mình chấp nhận bán cao. Có em quay rồi gần cho con bản tin cộng lớn đấy nhá. Hỏi là chú Trần Hưng có hỏi là có xe ăn cắp không ạ? Không ở nhà không? Không buôn bán xe ăn cắp vì xe trộm cắp ở Hà Nội nơi trung tâm trung ương thì anh em chỉ có đi tù chứ. Mình có thiếu tiền đâu mà mình đi mua cái xe vớ vẩn để mình đi tù anh em. Anh em thực sự ra chợ xe này là một nơi rất chi là toán xe chuẩn nhá. Chợ xe nói thôi không có xe lởm khởm đâu. Anh em chỉ có đường ngang ngõ tắt hoặc ngõ ngách đi bán xe lởm khởm, riêng chợ xe không bán xe trộm cắp nhá. Anh em lưu ý ở đây hầu như an ninh hàng đầu nhá. Bởi vì không thiếu xe, chỉ thiếu tiền thôi. Anh em giới buôn bán ở chợ xe họ cũng không thiếu tiền đâu mà họ đi làm chui đầu vào dọ. Chỉ mấy anh em nghiện ngập có thứ hoặc nhu cầu ấy thôi, còn riêng đây thì toàn anh em nó buôn bán. Một ngày nhàng nhàng kiếm được 200-300 nghìn chả có lý do gì phải đi làm mấy cái việc đấy cả. Phải những xe vi phạm pháp luật anh em đừng có dây nhá, dây vào là ăn đòn đấy. Nhà nước lao cho rồi mẹ trộm cắp mất cái xe mẹ đi mua. Dìm cộng nhá anh em nhá, dìm cộng 30.500.000 nhá, dành cho anh em lắm tiền nhiều của, đam mê, rất hợp lý. Tiếp theo một em đây, những chiếc xe tiếp tục hoàng Hiệp đang tiếp tục đàm phán một số xe. Em này dành cho các bác mệnh hỏa mệnh thổ ạ. SH màu đỏ 150 2017 cho các bác ạ. Biển số 29H184247 ạ. 6 giới thiệu em này đi được có hơn 9.000 cây thôi các bác. Đây. Em đi được có hơn 9.000 cây ạ. Các bác nhìn mặt đồng hồ của nó. Các bác nhìn cái những cái nút bấm. 69.500 anh em nhá. 150/2017. Nút đèn này nó cũng bị rồi này. 69.500. Dành cho người mệnh hỏa mệnh thổ nhá. Đấy. Đây mở đây mở lại. 150 nhá, trước đây xe này chỉ mua được 125 thôi, 125 đòi thấp thôi. Thế bây giờ giá rẻ rồi, 150 2017 bán ra 69.5 triệu. Ông anh xong rồi đúng không? Ok. Con chìa khóa cả anh rồi nhá. Ạ. Thế hả bác? Ok, đâu đây nhá. Xong tiền đâu đâu. Thế hả bác? Vâng, anh đi nhá. 69.500, 150/2017. Anh em nhá. Ai có nhu cầu thì dành cho người mạnh hỏa mạnh thổ. Quá rẻ cho một cuộc tình ạ, giá xe nó đã đi xuống này các bác. Đây giá xe nó đã hợp lý hơn. Đặng Đình Lâm chú Kiên ơi, cháu vừa lấy con Gem biển 29 39 33 33 33 máy cũng như con Jim. Ông anh thanh lý. Đặng Đình Lâm ơi, con đấy nhớ anh em thay dầu thay mỡ cẩn thận nhá. Nhớ anh em lưu ý thay dầu thay mỡ hết sức cẩn thận. Có thể chỉnh nấm chứ không sao cả đâu. Cốp đặc điểm của dòng SH này là cốp để rất là rộng kiên. Các bác bố kiên huy hoàng. Các bác ok lúc nào ok đi, nhá đi làm được ạ. Xin chào anh Tạo Mường, gọi em xin nói lúc nói vấp nhiều quá anh Kiên ạ. À, Lâm Nguyễn vậy cháu Jim lùn 14 triệu các bác em này luôn đấy nhá. Anh Đặng Cường Jim lùn 14 triệu còn không? À, Jim luôn 14 triệu còn không nhỉ? Anh cái Đặng Cường ấy mà. Không còn anh Đặng Cường nhá. Còn con Jim của giáo sư Vũ Khiêu hôm qua đang giả 18 không bán thì ý là chắc là 19-20. Ai có nhu cầu thì liên hệ của anh Vũ Khiêu. Với em SH này là bán bao tiền đấy bố nhỉ? Con bán 69.500 nhá, SH 150 CBS. Vâng ạ. 2017. Đấy, 69.500 nha cô. Liberty. Liberty ạ, màu đây là màu đồng. Liberty 125IE biển 29 Hà Nội 29G10054 ạ. Rồi.
2011 nha anh em nhá. Con này con giảm xuống 1 triệu cho bố. Vâng. Con này mua là có 8.100.000 anh em nhá. 8.100.000 cộng em 2 triệu. Một chiếc Liberty. Đấy. Liberty. Giá nhập vào có 8.100.000 thôi. Đấy. Giảm cho bố 1 triệu rồi. Bây giờ bán đắt không ai mua đâu. Ông bán vừa vừa thôi. Anh em cứ nhẹ thao mau tát mỗi tí tí thôi. Ăn ít sống lâu. Ăn dày giờ máy ngon nhá, xe chất lượng nhá, riêng dòng Liberty, dòng Mach 3 mình chọn toàn xe chất nhá. Có loại xe mà vớ vẩn không mua đâu. Này nghe tiếng nổ nó chất lượng. Tất cả những xe nào đạt tiêu chuẩn mới mua nhá, trông thôi. Anh em bảo uy tín cái thương hiệu, nhưng thương hiệu là do xe tốt nó mới được. Gì chứ còn xe đẻo có mà uy tín vào mắt anh em ạ. Đây này, vỏ yên có zin theo xe này. Sơn zin máy zin nhá, với thời điểm hiện tại. Đây toàn bộ cái này của nó sơn zin hết đấy nhá. Đằng trước sơn zin hết này. Trên này này, từ cái pha của nó sơn zin hết nhá. Có hơi lốm đốm đi nhưng mà nó là sơn zin. Lốp mới, lốp đẹp. Căng mẹ và các bạn, các chị sinh vâng, viên đây. Hiện tại là sơn zin máy zin 8 triệu 1 cộng 2 triệu đấy. Các bạn sinh viên này hoặc là các mẹ dáng người nhỏ nhỏ xinh xắn ấy, đi xe này rất là điệu luôn đấy ạ. Đi ra. Ông chưa, ông anh xong chưa? Con kia like rồi. Khoan, đen bóng. Dẹp ơi, con này bao tiền ok anh? Anh có thể chào các sếp trên này cho em cái nào? Đây, rồi, cạnh không? Rồi, anh em đã bàn với tiệc rồi. Vâng. Anh em rất là 21 rưỡi. Là 21 rưỡi. Đời 2011. À, đời 2001. Chính chủ luôn. 01. Rồi, chính chủ. Rồi. Em để thẩm định qua tí nhá. Để cho nó thật là nhanh anh em trong... thẩm định thật là nhanh, thật là gym lần này này tình hình sao ấy, mỗi gia đình một cái gym hay sao, xong mua bao nhiêu bán hết rồi chết rồi, gym dùng là chết rồi, làm ăn này chết, mỗi gia đình một cái gym. Qua đây gặp bệ cũng mối ngọt một chút nhá anh em, gọi là thôi thì cũng một góc chỗ này một chút đấy, bị xui cái cánh gà nhá, bị xui nhá, chưa thủng nhá. Này 1.5 đây, kiểm tra bên này đi đấy. Không bật blast đi. Bật lên nóng lại tắt à? Nó lại tắt, đúng ép. Ép cho đẻ đúng không? Trời nóng quá ấy ạ. Nóng, nó nóng, máy nó nóng mà. Thế tại đang ba máy đang quay. Rất là chủ biến. Máy cũng tạm tạm phết nhỉ, máy nổ thì thầm mùa xuân phết đấy nhỉ. Vâng. Rồi. Bao nhiêu rồi? Kiểm tra xem máy gì nữa. Rồi. Xe cộ này, giá cả này, chết rồi. Sườn sổ lắm. Máy này thì zin. Đầu bò bình thường nhưng không được phải là đẹp lắm đâu. Không mua được. Theo em con này mua cho anh đúng cho chuẩn, nó là 20 lần năm, 21 năm không bán được. Theo em là 20 lần năm về em tí thôi. Anh em bây giờ nó thóc cao gạo kém, nó xương sỏ. Anh Tuấn Văn ơi, Liberty 9 triệu em không bán được nhá. Dòng Liberty anh em nó miếng to lắm, anh em cộng tí thôi. Dòng Mac với BMW miếng to lắm, không phải như tôi yêu mới là là Mazda mới là Morning đâu. Chú Hồng Nhiên Nguyễn ơi, con SH rồi, rồi là ABS đó, không phải CBS rồi. Bán em 207 thôi, bán em 207 thôi. Dòng này em cộng thế, dòng này anh biết là giá nó sạt sạt. 215 cộng 2 là nó dễ. Không bán được 235 đâu, không bán được. Anh phải xác định em không bán, không ai mua đâu. Bây giờ nó sang một phân khúc khác rồi. Rồi bán em 21 triệu cộng 2 triệu trên này. Ôi chốt đâu anh nhá, 21 triệu nhá, cậu anh em 2 triệu trên này. Nếu anh em nào hiện tại là với thời điểm hiện tại là sơn zin máy zin, anh em ai có nhu cầu thì mua. Đây là từ chờ đi. Ê, đăng ký 2022 nhá. 2002. Đấy, đầy đủ, giấy tờ đầy đủ. Rút hồ sơ sang tên thoải mái nhá, phủ sóng toàn quốc. Không phải cho đâu. Đấy anh em quay có thể quay vào đây, hiện tại là sơn zin máy zin gương zin. Đấy. Quay thật gần mà. Máy được cái gì thầm mùa xuân, con này máy chất. Vâng ạ, một em Dream biển Hà Nội ạ. Hà Nội nhá các bác, 29S8 1543. Phan Thắng anh Kiên mua cái đèn flash mới nhỏ để cạnh máy quay ấy, điện thoại không bị nóng mà
mà rất tiện, ok. Thôi nói chung là mình cứ đứng ngoài rồi này, rồi à, nắng mặt trời ấy rồi nó đưa tốn kém. Buồn xe lãi được bao nhiêu rồi sắm ca cái đèn flash rồi mệt lắm rồi nhờ. Đây. Thế thôi nhiều lúc nó kiểu nó lọm khọm này, nó hay ở chỗ lọm khọm ấy. Đấy. Máy rít rít nha, bô vẫn đi nó xe bô vòi nhá em nhá, bô vòi. Máy nó thì thầm mùa xuân. Đấy, tai thủng này. Máy rên luôn. 21 triệu cộng 2 triệu. Cẩn thận, chìa xe khóa này rơi vừa đây. Ờ thôi cắm vào chỗ này, rút cái này, cắm cái mới, nó khít hơn. Êm. Sau em nó 2-3 năm em nó vẫn cứ như ngày xưa, nó vẫn còn nguyên, chưa yêu ai bao giờ. Ê. Bô vẫn tin theo xe. Ê. Giá con ra điện bình thường, có chấm một vài hạt nhũ ở đây không đáng kể. Máy zin, chế zin, gương zin, tất được. Ờ tiếp theo đây. Like, like nhưng mà anh chưa cộng giá xong chưa? Vision biển biển 23 bây giờ mới xong nhá. Vâng. Vâng, tắt rồi, tắt cái Vision này. Em lên dành cho các bác ạ, mệnh kim hỏa thổ đấy ạ. Đây, màu đỏ đen, biển Hà Nội 29H1-15835 cho các bác. Rồi. Một em Everest. Anh Tống Liễu dạo này nứt vỡ quá anh kia, đúng rồi anh em, dạo này nứt vỡ nhiều lắm. Chào Trường Xuân Tuấn nhá, quê hương nhá. Xe riêng công tơ bao nhiêu rồi anh Nguyễn Thi? Em về đi khá tâm đối rồi đấy ạ. Công tơ 7-8 vạn thôi. Biển. Biển số. Biển 29H1 ạ, 15835 bố ạ. Rồi. Bố chơi giúp con nhá. 12.500.000 anh em nhá, con nổ máy đi. Đây cho các bác. Đây đây. Giá đang 546 anh em vẫn đang xem. 12.500.000. Một chiếc. Ai vừa lên? Em lên màu đỏ đen ạ. Đây 011. Kim hỏa đây tổ. Con xe này mua 24.500.000 một con xe 2023 nhé, của đầu lai nhé. Một anh em cầm cố tài sản này này là nứt vỡ bán nhé. Biển 18 Nam Định nhé các bạn. Ai vào 25 triệu à? Phải đi chuộc về đúng không? Không không đủ tiền đúng không? Vừa đi chuộc về nhé, vừa đi chuộc về hàng gọi là thứ nhất là nuôi cá đấy gì, gá bạc đây, xe vừa bắt bạc về đây. Chính chủ nhá, tầm này nứt vỡ bán. Thế là 24 năm thêm 500 nữa là mua vào 25 triệu một con tháng xe 2023 mới đi được 479 cây. Vừa mua đầu lai, lúc giao dịch ai xem đầu lai sẽ biết. Đồ mới tinh vừa ra lò nhá, em nó cháu nó mới được có 4 tháng tuổi nhá. Chủ xe đã cắm cố bán mất rồi. Đây, từ xe này. Tuần thứ 23 năm 2023 này. Tuần thứ 23-2023. Chắc vừa là mua được tháng xong. Chắc mua về Nam Định ăn vừa về Nam Định ăn Tết cái rằm tháng 7 xong, bây giờ lên đây là thôi xong. Có nghĩa là xe cộ người một nơi, xe một nẻo đây, một vòng này. Anh em Thành Nam nhá. Anh em để lại cho Hoàng Kiên một con xe gọi là Vision 18 Nam Định. 479 cây, cháu nó mới 4 tháng tuổi. Đây, chìa khóa chìa nhá. Xe này anh em Tây thích lắm. Người nước ngoài họ rất thích khóa chìa nhá. Họ không hề thích khóa thông minh. Người nước ngoài họ chỉ thích khóa chìa thôi. Đấy. Người châu Âu ấy, đây, mới tinh, thơm phức này. Chưa rửa xe lần nào nhá. Mới về quê một lần này, thơm phức. Ừ, đây. Đấy. Anh em vừa cắm ở F88 2A Nguyễn Khánh Toàn Cầu Giấy. F Thanh Lý này cầm bao nhiêu? Kỳ hạn này, đóng lãi này, đóng lãi. Chủ xe Nguyễn Đức Trung. Honda Vision 2023. Đấy, tiền lãi dài dằng dặc nhá, dài dằng dặc vừa đóng lãi về xong nhá. Mua là 25 triệu rồi. Rẻ nhỉ? Vừa ra lò xong mẹ khổ quá, 25 triệu. Xe dán đã ra đây và dán đi lồng nhá. Ông ơi, tôi mua xe mới về, tôi về tôi đăng ký. Tôi bấm biển cho ông, tôi dán ni lông cho ông, tôi lắp titan cho ông. Bây giờ tôi kính răng lên ông, chỉ việc chơi thôi. Ông không làm cái gì cả. Đấy, tôi mua mới là 32 triệu, tôi đăng ký mất 3 triệu là 35 triệu.
mới đi có mỗi mấy trăm cây ạ. Tôi vừa gì đi các bác nổ rốt ra chưa rửa xe lần nào. Tôi kính dâng lên ông chỉ việc chơi thôi. Tôi bán cho ông con này là 27 triệu. Đấy 25 triệu nhá, cộng với em 2 triệu. Câu chuyện đấy là câu chuyện chuẩn xác nhá. Anh em thợ thuyền nào, anh em nào cho thuê xe cũng đáng để mua nhá. Mua về để đi hoặc mua về cho vợ cho con. Đăng ký tháng 7/2023 nhá. Cho một em Vision 2023 màu đen. Vừa mới tôi vừa đấy tất quả cả nha, tôi bấm biển rồi. Đấy tôi chỉ việc xôi thôi, xe chính chủ thế thôi. Đấy, không ai khác. Ông có bất cứ lúc nào ra cần rút hồ sơ hoặc sang tên hay bất cứ lúc nào tôi hô hấp có mặt ngay. Đấy. Mới tinh. Xe dành cho người mệnh mộc, mệnh thủy. Anh em nhá, mệnh hỏa thôi, mệnh thổ thôi. Anh em ạ, ai mà cùng mệnh thì đứng tên nhá. Mộc rồi mệnh thủy nhá. Bởi vì màu này là màu biểu tượng cho nước. Mà cây mà không có nước thì cây biết sống với ai. Đấy. Con này sao rồi? Còn xe không? Còn không? Đây 577 anh em vẫn đang xem trên live đường live này. Đấy, ôi ZX trắng đen còn không xếp, ZX trắng còn không? Chắc là hết bán rồi. Tất cả chốt 26 xếp kiên. Ôi giời ơi, anh Nguyễn Gia Thành ơi, quá rẻ rồi nhá. Anh em thợ cọc luôn con này đi. Thợ về mua bán là 28 mấy 29 đơn giản nhá. Thợ có thể mua được, anh em thợ xe buôn xe nên mua nhá. Mình bán như này nhớ chia sẻ bài nhá, bán rẻ là chia sẻ bài đấy, anh em đừng mặc cả. Họ có thể mua được nhá, kiếm 1 triệu 2 triệu đơn giản mà. Bây giờ vừa đăng ký tháng 7 2023 xong. Quay. Nhựa tàu hết rồi. Xe nhựa tàu hết rồi. Nhựa sau xịn. Lộ cổ lắm, đẹp mạc, lộ cổ lắm. Nằm toàn xe lộ cổ, đéo xe đẹp. Pha đều, pha tàu. Nhựa tàu có toàn rẻ. Rẻ thế. Ôi. Miễn. Tàu hết rồi, thôi miễn. Mẹ bán toàn đồ này, mẹ bán bàn bêu, mẹ bán dòng khách rồi chửi cho. Anh Nguyễn Dương, xe tàu, xe Vision quá rẻ rồi. Nhớ thật ra xe này mình bán bình thường, mình bán anh em người nước ngoài bán 29-30 đơn giản mà. Nhưng mà bán anh em hợp lý trên này. Ok anh gác đầu bạc chào. Chào mọi người nhá. Rồi. Hôm nay hôm qua là Việt rồi. Xem rồi. Nhưng mà nói qua bên kia là cái biển rất là đẹp. 5 năm. 2023. Four year. Đăng ký được một tháng. Mới được một tháng. Tháng mấy? Tháng vừa xong là tháng 7. Tháng 7. Hun cho tháng 7 nhá, hun cho tháng 7. Chạy đúng 1.000 cây. Rồi 1.000 cây. Được cái biển nữa đây. Em nó đến từ Phú Xuyên. Đấy ạ. Biển nữa này. Rồi biển đuôi 8668. Đấy. Rồi. Rồi biển. Được cái biển. Rồi biển. Rồi. Đấy đăng ký đây. Ôi giời con đẹp vào mẹ xe cứng cáp. Lắc ngắc không mua. Bác toàn vui vẻ vặt tép. Ngon xe ngon đi. Ăn con đẹp à. Đấy là kỳ tháng 7 đấy, em nhìn kỹ có căn cước. 15 tháng 7 năm 2023. Chủ xe là Nguyễn Văn Trụ, sinh năm 1989. Kim Long Nội, Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội. Đấy tôi cứ đọc. Đây em. Em cứ đọc tên lên xong rồi để anh em nào ông nào mất cắp, mất trộm thì còn để còn biết. Đấy không có thông tin rõ ràng đấy, ông nào ở Nguyễn Văn Trụ sinh năm 1989. Kim Long Nội, Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội. Đấy, ông nào ông ấy nhớ là hiện thôi. Rồi tháng 7 để nói là nhưng có chính chủ không? Thật đấy. Có anh bảo chính chủ mẹ, căn cước sống. Em hô về là mẹ anh, mai đến đây đấy. Anh bảo là mẹ em là kêu đấy. Khổ quá. Em. Ô tô căn cước sống không phải ô tô. Em mà thỉnh là hôn về đấy. Bây giờ nhá, em cứ 3-4 ngày đi, chưa giải tiền cho anh rồi. Rồi. Đúng không? Có lỗ cháy là chưa trả tiền, phải lo gì đâu. Em đọc tên em thỉnh về là hôn về đấy. Mà hôn về là hôn lấy lại xe đấy, không đơn giản đâu. Trông đơn giản. Rồi. Xe Phú Xuyên đấy em nhá. Em ơi, em
bất gián. Thôi anh em chia sẻ bài bảo thằng Long nếu nó mất xe bây giờ nó tìm ấy. Ai thằng Nguyễn Văn Trụ. À, Kim Long thôn nổi nhá. Hoàng Long Phú Xuyên nhá. Đấy ông này chủ xe đi, ông về về đây là mẹ chết đấy. Ông mà sợ mỗi mẹ đọc tên hồn về là hồn hồn lấy lại xe đấy. Cầm xe đi anh ông bảo em. Hôm qua là nhốt là hết rồi. Nhốt rồi. Một tuần sau trả tiền sau cho anh được mà. Rồi. Đúng đấy là mình chơi vậy. Bao nhiêu tiền? Anh chốt là 3 triệu. Bao nhiêu? 29.500. 29.500 mà bớt một đồng là hết không bảo lương mua 2 mới triệu. Mới có này có 30. À, cả đăng ký vào 37 38 triệu đấy. Mới 30. Thôi lùi lên 2 triệu. Không nhiều đâu, lùi 2 triệu. Anh đã bảo anh mua bây giờ, anh chỉ bảo 275. Nhưng mà thôi như này, Kiên mua được không mua thì hôm nay gọi là cái con này là cuối cùng. Rồi. Nếu mà Kiên mua được 29.500 thì được 500 và Kiên mà bớt thì không bán được thì là đi về giải cho chủ xe. Ví dụ mà 6886 từ đầu đến cuối thì gã đầu bạc ngon quá. Nhưng mà lại vứt đi. Đấy. Anh nói thế là Kiên thoải mái. Anh Mạnh Doan Vision rẻ quá. Nếu con này không có cái biển này thì nó lại giá nó cũng lùi được 2 triệu đấy. Biển đào là đẳng cấp của Hoàng Kiên là kiểm tra xe. Lóc ngoắc là cho về đúng không ạ? Nói chung là mình mua xe như mua về đi mà, mình mua như mình mua về đi. Mình hay coi như mình mua về đi thì xác định mới được. Con này nếu như em không được cái biển này thì nó chỉ giá đấy thôi. Ừ. Như hiểu không? Nhưng cái rồi. Biển này nó sẽ đắt hơn. Rồi. Đầu bò được 1.000 cây. Thế bây giờ nhà còn không? Nhà cũng còn. Giá. Còn không? Giá thôi, không còn, nhưng mà giá thôi. Giá thôi. Giá rồi. Con này đâu không được biển này thì giá lấy đâu. Kiên Phạm ok. Cái biển này nó chết này. Đấy. Nó mất tiền. Nó mất tiền. Ừ. Khổ thế nó mất tiền mà. Biển nó mất tiền mà. Nó nói chung là biển định danh sau này về giả chủ nhá. Không phải chê rồi. Đó, ông chủ ông ở Phú Xuyên ông ấy về sau này giả đại chủ. Biển đẹp giả đại chủ mình lấy làm gì. Bây giờ đằng nào định danh sau này bây giờ sang tên phát là cũng là lại về nhà chủ xe luôn. Thôi nói vừa hết đã hết thời gian rồi anh để cho em 28 triệu. Bán em 28 triệu. Anh gặp em đó là siêu vui. Mình không bán mới bán được cho vui là sướng. Các anh thật, anh rất thích cả em. Không bán được anh cũng vui, rất là vui. Hôm qua thấy bảo đầu có nhiều tóc đen chọc. Mất biệt danh là hiếu đầu chọc này nhá. Hết là hiếu đầu bạc rồi. Còn đây là vui mà. Đây là tùng chùa. Tùng chùa xuất hiện anh em. Nó không bị nó không bị danh con này phải bán 3 mất 2 triệu. Nhưng mà bị định danh 68586. Có để cho em anh Tùng. Được, anh Tùng Chùa thôi. Anh bán em 29 triệu chuẩn. Lùi em triệu. Không. Anh gọi lỗ mà. Mà không phải lỗ mà chủ bán. Biển giờ không tính được anh ơi, đúng rồi, anh Trực Quang Minh. Đẹp thế này mà. Nguyễn Gia Thành ơi, đừng mà cả nữa, có người cọc rồi. Khẩn trương, cọc nhanh không hết cơ hội rồi Nguyễn Gia Thành ơi. Bây giờ không còn gã đầu cho bạc nữa mà gã đầu chọc nhá. Đây Tùng Chùa rồi, Tùng Chùa, gã đầu chọc rồi. Biển lên. Biển này thì giá đấy anh bán cho em. Biển này nó có đẹp. Nghe ngó vào biển. 86 thôi. Lộc phát thôi. Trời đẹp quá nhỉ. Thôi lùi em, lùi cho em 500. 29 triệu, anh bảo anh mua giá anh rồi. Bán em 2. Anh được 300, mà mua anh được. Anh bán em 29 triệu nhá. Anh được, anh nếu mà anh em phải đưa cho anh 300 là 293. Anh nói thế nó thoải mái. Đấy mà đấy khách ở quán nào đấy? Mang quán nào? Không phải quán nào? Ông này ông đi. Xe của anh. Quán một quán nào đấy? Không phải quán nào. Một cửa hàng nào đấy? Không cửa hàng nào cả mà xe của anh luôn. Đưa đò. Không đưa đò, xe của anh luôn. Đưa đò đâu bằng chính chứ. Đây này, bằng chính nó còn nguyên trên xe mà. Em nói đây bằng chính ở xe luôn. Đúng không? Nó xử cái biển. Nếu như đưa đò là nó như là nó phải là bóc bằng chính này. Đấy rồi đưa đò. Tôi làm 212, 292, 292. Không, em cho anh 100, anh không phải vì 100, 200. Thật sự đấy. Anh Nguyễn Hường cao, Nguyễn Huy Lê chốt nhanh không mất. Mất làm sao được, cứ bán cho ai mà giờ này. Chia sẻ anh em là đây có mỗi cái biển 86, 568, 86 này. Thế thôi, chứ còn xe này mới tha thiết thôi. Tháng 7, 2023 thôi. Không cách nào. Ok. Chốt cho anh Hiếu 29 triệu 300. Vì cái biển nha anh em nhá, còn nữa thật sự, vì cái biển này.
Nói chung là giá này, nếu con này không biển thì không biển thì chỉ tầm 27 triệu thôi, nhưng mà thôi anh em chơi xe thì biển nó đẹp thì cảm ơn làm ăn nó có lộc đấy. Nói đây thôi cho anh em mê tín, nhưng mà con xe này giá nó bằng một con xe RX mua mới tinh nhá. RX Vành Đúc bây giờ mua mới là 26,5 triệu đăng ký nó vào, con này bằng con xe RX mua mới. Xe này biển đẹp nhá, 29,3 triệu cộng cho anh em trên này. Ê khổ, số nó khổ. Cộng 2 triệu thì ít quá. Mẹ biển đẹp đấy anh em coi thường. Cộng em 2,5 triệu nhá, nói chung là xe này biển đẹp đấy anh em nhá. Vì cái ông 8668 này anh em nó khổ quá, nó ép nhau nhá. Rượu nhạt bán người nhớ. Đấy, xe này biển này chắc chắn là sẽ có người mua rồi, không có lợi ế được đâu. Riêng cái biển này là biển làm ăn. Đấy. Sếp Kiên tiền tỷ vẫn còn. Mai cả Vương Hồ là em. Mặc cả Nguyễn Gia Thành. Ôi giời ơi, Nguyễn Gia Thành ơi, miếng ngon bảo rồi, giờ không lấy thì thôi. Tiền vô tắc dùng này. Đâu? Anh nhập con này giao chưa? Mấy triệu? Khói sao khói này? Đâu, khói đâu anh lên ra tàu à? Khói đen. Anh ra tàu à? Khói đen, khói xăng. Xe của bí thư bị sao đấy? Cái này lại ra rồi. Cứ đăng để sau bấm vào 30 ngày nhá, xong tí lại bật lên lại nhá. Lại tắt này, bấm vào đây nhá. Nó lại về đây. Lại cho phân nữa. Để xem nó lên không. Đấy, vẫn lên. Thế là bí thư bán bao nhiêu? Em vừa tốt với anh tiệp 9 triệu rồi đấy anh. Bán được 9 đồng. Còn đâu còn tiệp ơi? Nguyên hương khói rồi. Không, không khói. Không khói đâu, con này khả năng không khói. Không khói đâu. Con này khói đen thôi chứ chắc không phải khói xanh nhá. Xe là xe lâu nó không đi đâu. À ga phát nhá. À phát cho nó máu này. Ui, ôi, ui. Anh ga to lên. Hơi nó khỏe quá. Ra khỏe hơn lùi xe đấy, làm gì có khói đâu. Không phải khói đâu, khói khói bô thôi, khói khói xăng không phải khói ấy đâu. Bây giờ là hết khói đấy, bây giờ anh em thử xe cứ ga phát cao lên đấy, bây giờ khói là nó lòi mẹ nó như quạt chả đấy. Mà nắng thế này nó càng lộ. Nói chung là mình khói nhiều thì anh em nó ướt ít này. Xe nó như con gà cúm ấy, có loại sờ đít mà nó ướt đít là có nghĩa là cúm rồi. Con này đít vẫn khô này chưa sao. Gà đứt tay gà. Đúng rồi. Không vấn đề gì, nó khói đen thôi. Khói xăng. Thôi để đồ bỏ đẹp lắm đi. Lùi đi chậu nữa đi. Ôi. Đâu? Lùi đi chậu đi. Thế thôi anh ạ. Anh nhìn đồ bỏ của em răng lợi ở thế này. Ờ, ok, chốt cho ông em 8 triệu rưỡi nhá. Ôi. Rồi, chốt cho em 9 triệu. Chốt cho bí thư 9 triệu. Ờ, ok nhá. Ok, ông em vào nhà. Em chào anh em lên trong này. Cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn anh em nhá, con này 2 triệu nhá, dành cho những anh em các chủ quán cà phê ở những ngôi nhà cổ nhá. Những anh em hoài cổ, những con đê đỏ này là thật sự lâu lắm rồi. Nhìn xe nó tương đối được ấy, trông nó không phải thuộc về mông má đâu, nó đều nhìn nó cứng rắn. Đây cái này còn zin này, cái chỗ này thì cũng tỉa tót sơn lại rồi nhưng tem zin ấy. Trông nó đều đều, biển 33. Đấy. Chẳng hạn không cho về được nhá, anh em có 9 triệu thì cho về đi. Giận mày không ở với ai, anh em ạ, mình cứ nóng làm sao để này. Cho một em DD biển tính anh em nhá, phải hơi bị ngây ngô tí. Biển 33 311 M1 ạ, em này DD 13 số. Sơn Nguyên, biển tên người ta chứ của mình đâu. Sơn Nguyên. À, Trần Đoàn Trọng này cao to như người mẫu, ok. 7 triệu. DD hút thuốc lào rồi. Bản kỷ niệm em đi Nguyễn Gia Thành. Tuyệt vời luôn. Con này hay nhỉ, con này hay thế, máy thuộc mẹ máy rên luôn. Hay đấy, con này hay đấy anh em ạ.
9 triệu cộng em 2 triệu nhá. Anh em đừng bớt nhá. Những con xe giá tôi giả ra, giá đưa ra đừng bớt, thật sự giá yêu thương rồi. Đặc biệt là con xe Vision nó quá yêu thương rồi, anh em cứ bớt. Bớt ở đây không mua đâu. Đây anh em có nào có con nào mà 2,5 bán cho mình mua lại nhá. Đấy xe anh em đừng bớt. Chính thức là con xe của Win của Hưng thì like lần thứ 3 rồi. Không lên. Không cho lên, bây giờ giá mà cả thống nhất cho thiệp đi. Không có thôi. Đấy, giới thiệu anh em mấy con xe này đi. Mấy xe của Hưng nó đòi cao quá, Hưng lần này anh em múc bán xe giá cao không mua được. SS 350 ạ. Biển 29A116426 chứ các bác. Con này bán 115 triệu nhá. Em này đằng trong này có rất nhiều. Nào thì SS 125 150 này. Đấy con này bán 115 triệu anh em nhá. Con này nó bán bao nhiêu? 6 mấy triệu thì mua gì. Ôi. Để mua về ba hôm mới có bố cả mà chết tôi thì tôi chơi. Đọc cao có đọc vừa thôi mà. 115 triệu con này nhá. Ở trong nhà qua vừa rồi giới thiệu hết rồi đúng không? Chắc là muộn rồi, chắc mình xin phép nghỉ đây. Em ơi không bán được đâu. À, em bảo đây nếu Win mà zin đồ zin hết cả máy zin hết tất cả. Bán đâu mày em cố đấu mần xôi bán sao được. Cái con em bảo qua đấy. Nếu con này không bán được. Đấy cho ra quay đi cho giới thiệu đi. Đấy ông dặn dỗi ông quay giới thiệu. Năm sau lại mang ra bán. Đấy con cái mới cho chú Hưng như tự giới thiệu đấy chú này. Con cái mới cho chú Hưng đi. Nóng nảy làm cái gì, thời tiết nó đã khổ, nó đã rằm tháng 7, nó lắm chỉ 30 triệu nó đã lắm cô hồn rồi, ăn vạ rồi, khổ. Con này em ra lần này là thứ hai luôn. Lần thứ ba. Lần này là thứ hai luôn đó. Ông em này yêu sản phẩm, không yêu khách hàng. Hôm qua đấy con 7-8 đổ vây nhỉ, cô đấm ăn xôi khổ. Em nói thật anh Kiên, em không phải lóng, em là chơi xe. Nhưng mà chơi toàn đồ xe zin, xe chất. Rồi. Còn nếu mà anh em nào thích chơi thì là chia sẻ, còn không thích chơi thì em cất kho thôi mà. Rồi ok, cất kho rồi. À. Tháng 7 em ạ, nó đã lắm cô hồn rồi, khổ. Đây em đưa giá bao nhiêu đây, anh giới thiệu đây. 62 triệu. 62 triệu nhá. Đây tháng 7 anh em ạ. Lúc trước nó là 97, rồi. Con này lúc trước nó là 97. Rồi, khổ. Đấy mà em bảo em nó không lên like, không cho em lên thì lần sau em không mang xe nữa. Không phải, em bảo con Win là nếu mà không bán được thì sau em không mang con Win này ra nữa. Thì anh Kiên nói gì mà không... Tôi không mang, không cho lên like. Thì tuần sau tôi không đến với ông nữa đấy, bây giờ cho lên nhé anh em. Tháng 7 nhiều cô hồn lắm em, đây, xin mời anh em giới thiệu đây một con Win nhá. Anh em có tiền thì... con này không mang nữa, mang về cất kho chứ cần anh em mình gì nữa, phải căng thẳng thế làm gì. Anh nghe từ xa anh tưởng thế thì đây thôi. Đành vậy thôi, đây, đất lại chiều. Hoặc là chiều người lấy việc mà chiều chồng lấy con. Khó tính. Chồng con nó chửi bới thì cố gắng mà nhịn đấy. Dìm hết cả xe. Đừng dối là làm cái gì. Hưng đang bán 6 mấy đây. Hưng 62 triệu anh. 62 triệu nhá, đầu máy không ai đây, không zin hết. Thật. Nhưng mà không bán không ai mua đâu. Em bảo em chơi là chơi xe toàn xe chất. Còn nếu mà xe cổ mà không bằng con Vision ấy, thì chơi xe cổ là cái gì? Huy Tuấn là 45 triệu chốt hộ em đây. Anh Hải, Trần Hải 62 triệu một đôi. Đây này, đây anh nói ông một đấy. Anh là KK này anh. Chia sẻ anh tiến chức anh là KK anh cười này. Tất cả cái gì nó phải có giá hết, chẳng có gì nó không có giá cả. Minh Hà là 40 chốt. Đấy. Gió tầm nào thì mây tầm đấy thôi. Gió tầm nào mây tầm đấy. Còn xe Win chục triệu có xe Win chơi gì đâu. Một người cái này thì được, đẹp một, nhưng mà nó một tiền. Một người chơi đẳng cấp và kiểu chơi trải nghiệm nó khác nhau. Win màu đen nhưng mà tem đỏ. Win này Win đúng chưa? Win zin máy chất. Đúng tem 93 lên. Không, nói chung là nó nhún nhảy phết đấy, đi cũng nhún nhảy đấy, được đấy. Đúng rồi, không có gì là lô cả. Ôi trên xe là không có gì là lô cả. Có một đại gia đang trên này đang giả 45 triệu. Em nói em mua giá rất là cao này, nó em không bảo báo giá, anh Kiên có bao giờ báo bóng cái nhưng mà con màu mắm tôm tình hình nào mày lỗ đi chứ, con màu mắm tôm rất cao đấy. Lỗ nhiều. Con mắm tôm hôm qua đấy đòi 46 triệu ấy mà số 45 triệu. Em nói chia sẻ anh Kiên nha. Xe 78 của nó ấy. Bây giờ nếu mà xe cam mua không nó sẽ đẹp ra phải là hơn 100 triệu chứ không phải xe cam không nha. Chứ còn hơn 100 thì lại dở dở. Còn loại 81 thì mấy chục. Mua hẳn xe hơn 100 thì dở dở ứng ương khó chơi.
Con này máy zin nhá, trọng đỗ nhá. Tất cả zin hết. Đang giá 42 triệu này, trọng đỗ giá 42 triệu. À, chia sẻ loại cao chỉ có 1, không có 2 đúng không anh, loại cao. Bồ ép zin hết. 62. Mốt rồi. Anh Phú Phùng Văn này. Tem thấy lạ đây, con này nó hơi lạ đây, xe này nó một trong những bản limited nhưng mà bản số lượng có hạn, đầu máy nó 221. Con này chuẩn 93 anh ạ. Win 93 nhá, tem này của nó là tem đúng tem 93 đấy. Win đúng rồi đấy, còn nó là win đen đấy, tem lạ nhỉ, nhưng mà cái nó rất là hiếm. Con này đăng ký để màu đen em. Đăng ký đen hết anh. Màu đen. Đấy cho em cho gọi nguyện nhá. Đấy anh kia này quay hết lại cho. Không sao cả, chia sẻ em. Chốt giá như này bao nhiêu phải nói, phải điều chỉnh xuống. Mình phải xác định tiếng nói nhỏ, ý hai cái cài vào nhau đúng không? Đấy, cái của mình. Ra chia sẻ anh Nguyên với anh em hết mình luôn. Cài vào nhau. Là để khoảng bao nhiêu? Ưa bao. Khoảng bao nhiêu? Để anh Nguyên mềm thì cho nó vui. 58 triệu. 1958 nhá, ai có nhu cầu thì mua nhá. Đây có một anh 45 triệu mua hộ anh, thì anh cũng đại diện họ nhà trai. Họ nhà trai. Cũng đưa ra một cái giá mức xính lễ là 45 triệu. Nếu mà em có cảm thấy chấp nhận được thì chúng ta hai bên ra họ lại tiếp tục bàn tiếp. Mà không được thì thôi. Nên là quan họ nghỉ chúng ta lại về. Đúng rồi. Đúng rồi. Qua lại anh em chờ con sau. Con sau. Chính xác, một câu chính xác bao nhiêu? 58 triệu. Không ai mua đâu, xác định không ai mua. 58 là 60, nó không ai mua. Đấy. Năm chục chốt xe. Anh Ngọc Cương 50 chốt này. Đây. Anh nói đi rõ anh Ngọc Cương. 50 thì lỗ nhiều rồi nhỉ. Có đấy, rất nhiều anh nhá, rất nhiều anh Đặng Minh Xuân nhá. Để em chia sẻ với anh. Con SH bên này con SH bên này là 7 mấy triệu mà bán 7 mấy triệu SH nhập. 72 triệu. 209 này nhá. 5 à. Triệu đầy ở tề lỗ. Anh à. Quốc Đàm. Trung họ 48 chốt. Anh đặt Nguyễn Quốc. Không, con xe này chất lượng đấy, xe nó là máy zin đấy. Nói chung là xe này cũng là thuộc xe chất nhưng mà tiền nó cao quá. Rất nhiều anh em vừa một đại gia ở Thái Nguyên vừa cũng bán một con 60 triệu. Nhà nhiều tiền thì chơi SH, còn nhà già nhà rất nhiều tiền để chơi xe cổ. Thế ông dáng xưa sinh đẹp ấy, dáng ngày xưa tán anh gái đi nữa. Cảm nhận anh cứ đi một vòng em cảm nhận ngày xưa nó tán gái nó mẹ nhiều em theo ấy, nhưng mà giờ thôi rồi, giờ này thôi rồi. Nó nói anh ngày xưa 78 máy gì nữa, đồ rất đẹp này, mốc như 81 luôn. Ông Hưng này ông cổ quái vết đấy, nhưng cái này thôi thì chấp nhận thôi. Thôi nói chung là mình hay đam mê và nợ nần sẽ theo đuổi mình thôi. Đam mê đi rồi nợ đam mê đi. Anh em nó thuộc về lãi ngày thì anh em phải tự biết đấy, bởi vì là 60 triệu thì mà bây giờ nó với 2.120 một ngày, một tháng chính thức là bao nhiêu thì em tự hiểu đi. 4 triệu 6 đúng không? 3 triệu 6. À, 1 năm hết xe. Tại em chưa bốc họ. 1 năm chính thức là hết xe. Tại em chưa bốc họ bao giờ. 6 năm sau hết xe. Em chưa cảm nhận được. Đấy. Bốc họ mà chơi xe thì có mà chết. À đây mà. Cũng là hàng 5 triệu Thái Nguyên đây. À, thì tất nhiên cả xe 5 triệu, 10 triệu cũng có, nhưng mà cơ bản rồi, chắc là ý của em tầm 50 triệu là ra đúng không? Anh giới thiệu cho em nói nhanh, ông nói cứ lẳng nhẳng là... Ý là 50 triệu ra, anh không mua. Rồi, ý là 50 triệu là ra, thì để cho các anh không... trên này, anh kết nối trên này. Ý nhá, ý chưa rồi. Mua, đây chưa mua, chưa xuống tiền. Ý. Đây chỉ mua 4 mấy thôi. Ý nhá, ý anh em để mềm nhất. Ừ. Đấy, 58 bớt 2 triệu nữa là... 1956. Đấy đây ra đây em Hưng là bán 1956 nha, anh em nào lắm tiền nhiều của cả mê nó bừa phứa mà tiền nong các thứ vứt ra qua cửa sổ thì mua. Đấy là thật sự là anh em tính toán qua thôi. Nha. Ok, cảm ơn em, anh cũng là một trong những marketing cho em. Để cho anh em tiếp tục ai có nhu cầu nhé, hãy liên hệ cho bên mình. Sẽ cộng 1-2 triệu đưa đò thôi. Còn sau này giá nó quay lại bán thì cũng phải lỗ tầm ít, phải chục hơn chục nhá. Không có lỗ 2-3 triệu đâu. Xác định phải đi tầm hơn 10. Xác định để đi đấy. Về chơi cất kho. Đúng rồi, cất kho. Không bao giờ mang lần thứ 3 nữa. Xác định các đại gia sau này có bán lại cho Hoàng Kiên thì xác định vẫn là 4 mấy. Anh em xác định nhô 40. Đấy còn em Hưng em bán là 5-6 triệu. Đấy, mình phải nói thế đúng không? Phải rõ. Rõ ràng. Sau này bảo anh nhờ chú mua giờ anh lỗ 2 triệu 3 triệu thì nó khó. Nhiều lúc thật kinh doanh thì thật ra mình anh đưa đò nhưng anh vẫn mua lại bình thường, xe bảo lãnh mọi cái.
Ok, cảm ơn em nhá. Ok, đấy. Em đã bán 5-6 triệu, anh em ai có nhu cầu thì một con 93, rất là đẹp. Đấy. Sao cái đó? Ờ, thì ra chú bảo không có, con này 2 chìa khóa được mua đi. Xe này mới ra xong rồi đúng không? Chắc là mình cũng xin phép mình kết thúc live đây, cảm ơn anh em rất nhiều nhá. 46 triệu rồi không trôi. Ê, và anh em vào trong này. Quay quá. Tiền giả cho người ta. Ông này ông đi công thợ xây này, 300.000 anh em nhá. Gã đầu bạc đưa 300.000 một chuyến rồi anh em nhá, thôi thôi. Khó khăn hết cũng dễ ăn thôi. Thôi này cầm tiền đi, như này gọi là gấp phi rau găm và quần con, đúng rồi. 300. Gấp phi rau găm và quần con này, phi và không quần con bằng cái tiền này là nó. Con có con bán em 900. Hôm qua là 900 gì? Ừ. Thế mà này em ướm thế. Không, con thì anh không quân cũng anh rồi, anh phải báo con chứ anh rồi, mày biết anh nào. Thành tâm. 50 chất thì em không. 97 ạ. Con anh mua của chủ đấy. Chủ với giấy còn nguyên mà. Anh làm bao tiền vào đấy đấy. Xem qua ấy. Anh mua chủ. Anh thu sang con Win này không có giá đó đâu, giá tầm loanh quanh đầu 4 thôi, đúng rồi, 1 triệu sang. Ok, đây là giới thiệu anh em, đây là Hoàng Khoa nhé. Tiếp là một trong những nhân viên bán hàng đấy, một trong những rất là giỏi đấy. Đấy. Tất cả nhân viên mình đều phải đeo, anh em bán hàng phải đều phải đeo thẻ trước ngực nhá, rõ ràng. Anh em đến chợ xe máy hay đến địa chỉ 52 Chùa Hà nhá, địa chỉ chính. Tất cả bộ phận nhân viên là phải đeo, bộ phận bán hàng phải đeo thẻ trước ngực. Em đây em quay thẻ trước ngực của Hoàng Thoa đây. Đấy. Đây rất nhiều toàn Hoàng nhá. Hoàng Thoa này, Hoàng Thúy Quỳnh này. Đấy. Nhung này. Hoàng Minh Huệ này, Hoàng Dung, Hoàng Kiên. Hoàng nhiều Hoàng. Tập thì lắm, nhiều họ lắm. Đây cũng vẫn bộ phận vẫn đang làm rất là miệt mài. Chắc là cũng chính thức là đến giờ tí rồi, ba kim chọc một rồi, mình xin phép mình kết thúc live ở đây này. Anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ vào video đang phát trực tiếp nhé, để cho các bạn này trực tiếp marketing liên hệ với anh em. Số tài khoản của mình duy nhất một số để đặt cọc nhé, 6252818, 62 Chùa Hà và 52 Chùa Hà 818 nhé, tài khoản của doanh nhân. Đấy, cho nên anh em không sợ lừa, không sợ mất đâu. Cảm ơn anh em rất nhiều nha, xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Con chào các cô, các bác, các chú.